Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Phong Tường với câu chuyện lần thứ hai mà Phong Tường gửi về cho kênh. Và câu chuyện này sẽ nói về chủ đề gì đây? Câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Bà Núp năm nay đã ngoài 70. Bà sống một mình không chồng con gì trong một ngôi nhà lá sụp xệ cha mẹ bà thì đã mất từ lâu bà cũng không có anh chị em không quá khi nói hiện giờ bà chỉ còn mỗi mình trên đời này à không bà nốt vẫn còn họ hàng xa lắc nhưng do xa quá nên bà cũng không nhớ được họ là ai chỉ nhớ dạo này cũng không còn được minh mẫn chân tay cũng đã run lẩy bẩy cách là ngày rời khỏi cuộc đời không còn xa nữa, nghĩ thế nên một ngày đẹp trời nọ, tâm huyết dâng trào, bà Núp quyết định gom toàn bộ số tiền tiết kiệm của cả đời người, bắt xe ôm lên chợ huyện tìm mua cho bản thân một cố quan tài. Phải, bà Núp đang chuẩn bị cho cái chết của chính mình. Bà đi lại chỗ mấy thằng xe ôm hay đậu để tán dốc, nhìn thấy bà thằng sáu quát liền cất tiếng hỏi đi đâu đó bà núp lên đây con chở cho giá cũ vốn hay đi xe của thằng sáu quát bà núp chỉ khẽ gật đầu rồi lên sau xe nó chờ cho bà núp đã yên vị rồi thằng sáu quát hỏi tiếp bà đi đâu vậy bà núp cúi mặt trả lời bằng cái giọng khàn khàn mày chở tao lên chợ huyện thằng sáu quát cười rồi rồi, giá cũ nha bà. Bà núp không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Thường xuyên đi xe của thằng này, bà núp biết rõ nó sẽ không thét giá trên trời, nên bà không thèm mặc cả làm gì. Thằng sau quát để máy phóng xe đi. Được một đoạn, nó mở lời buôn chuyện cho đỡ chán. Ủa, nay bà lên chợ mua gì vậy? Còn nếu hôm qua bà mới đi chợ rồi mà. Bà núp trần mặt một lúc rồi mới đáp. Tao đi mua vài thứ linh tinh thôi. Bà núp im lặng không nói tiếp. Thằng Sáu Quát cảm thấy bà núp hôm nay dường như không muốn nói chuyện nên nó không làm phiền nữa. Dù vậy, trong lòng không hiểu sao lại dấy lên cảm giác khác lạ. Chẳng phải ngày thường bà núp vui vẻ lắm hay sao? Hôm nay thấy bà ta cứ trầm mặc không nói lời nào. Có hỏi thì cũng trả lời qua quýt. Suốt quãng đường còn lại thằng sáu quát chỉ im lặng tập trung lái xe bà nốt cũng lặng im không có động thái gì đến cổng chợ thằng sáu quát quay lại nói với bà nốt tới rồi bà bà cần con chở vào chợ luôn không bà nốt lắc đầu đưa tay lên cởi nón bảo hiểm thôi được rồi mày dừng cho tao ở đây đi tao tự lội bộ vô trong được nói rồi bà nốt một tay đưa nón bảo hiểm lại cho thằng sáu một tay đưa cho nó hai chục ngàn Thằng Sáu nhét tiền vào túi Nó cười Vậy thôi con về Có cần con rước thì à, bà cứ gọi cho con nha Bà núp gật đầu Rồi quay người đi vào trong chợ Thằng Sáu quát cũng quay đầu xem Để máy chạy mất hút Sau khi lượn vài vòng trong chợ Bà núp chợt đi ngược chợ ra Cẩn thận nhìn trước nhìn sau Bà núp nhanh chân rào bước Đi qua con phố kế bên chợ bà núp cuối mặt đi vội vã, cứ như phía sau có người đuổi theo. Hai bên đường những hàng quán thưa dần, những chỗ cho các cửa hàng vàng mã. bầu không khí ngay lập tức trở nên tiêu điều rợn rợn. khi hai bên đường trưng bày nhan nhàn những đồ dành cho người chết. dừng lại phía trước một cửa hàng bán quan tài, bà núp cẩn thận ngắm nghía từng cố quan tài một lúc lâu rồi mới bước vào. những cố quan tài đặt san sát nhau tất cả gần như đều được làm từ gỗ quý chạm khắc kỳ công chủ cửa hàng thấy có khách nên liền niềm nở đứng dậy bà muốn mua quan tài à bà cần loại nào để con tư vấn cho bà núp không vội trả lời câu hỏi của thằng chủ cửa hàng bà cau mày xăm soi một lúc để tìm xem cái cổ quan tài nào phù hợp với mình chỉ tay vào một cố quan tài màu đỏ gần đó bà núp nói cậu uh, cho tôi lấy cái đó bà không cần không để cho thằng chủ kịp nói dứt câu bà núp liền lắc đầu cắt ngang không cần tư vấn cứ theo lời tôi thằng chủ cửa hàng khẽ già dạ thôi được vậy trong nay mai con sẽ kêu lính trở vào cho bà bà cho con xin địa chỉ nghe bà núp cầm tờ giấy mà thằng chủ đưa viết địa chỉ nhà của mình vào đấy thanh toán tiền bạc xong xuôi bà núp đồng đỉnh bước ra khỏi cửa hàng bán quan tài bà vẫn còn tâm tư quảnh lại chợ huyện để dạo vài vòng mua vài thứ linh tinh để về nấu một bữa cơm thịnh soạn cho chính mình không gọi cho thằng sáu quát bà núp bắt một chiếc xe ôm gần đó về nhà về đến nơi bà núp mang túi rau thịt xuống bếp xong quảnh ngược lên cầm chổi quét lá ngoài sân ngôi nhà tĩnh lặng chỉ có tiếng chổi vang lên đều đều Mấy chục năm qua đã quen với sự cô độc thế này Nên bà Núp cũng không còn thấy buồn lắm Nói đúng hơn là thấy rất bình thường Sống có mình lại như thế Liệt rồi bà Núp cũng rất hạn chế giao tiếp với bà con chòm xóm Cầm nước xong xuôi bà Núp ra bộ ngựa nằm Bật cái radio lên Vài tiếng rè rè thoáng qua Sau đó là những tiếng đàn của cây guitar phiếm lõm Cây rầy điều cố ký đang phát một tuần cải lương Bà núp nằm đó Giữa trời mưa Bốn bề chỉ có tiếng ve kêu râm ran Họa lẫn trong tiếng hát ngắt quãng của bà Không gian có phần qua đôi cô tịch Ngắt ngứa hát được một lúc Bà núp ngủ thiếp đi lúc nào không hay Tiếng hát im bặt Chỉ còn lại tiếng thở đều đều Ẩn trong tiếng ve Tiếng cả gáy của buổi ban trưa Chiều đến, lính của thằng chủ giao quan tài đến cho bà láng giềng nhìn thấy người ta giao quan tài đến nhà bà núp ai cũng tưởng nhà bà có chuyện nên lũ lượt kéo đến xem nhìn thấy bà núp ra hướng dẫn cho những người thanh niên khiêng quan tài bỏ vào nhà kho có người không nhịn được mà thắc mắc hỏi ủa bà núp bà mua quan tài cho ai vậy bà núp quay lại nhìn thẳng vào mắt người vừa đặt câu hỏi bà đáp tỉnh bơ Mua cho tôi Tôi cũng già rồi Không biết chết lúc nào Nên giờ mua trước Ai cũng bằng hoàng nhìn nhau Chẳng lẽ bà Núp ở một mình quá lâu Nên hóa điên rồi Nhưng đó là chuyện nhà bà Núp Mọi người chỉ nán lại xem một lúc Rồi lần lượt ra về Chỉ còn lại một mình trong nhà Bà Núp ngồi bên cạnh cô quan tài Khẽ vuốt ve Cứ như bà xem cổ quan tài kinh dị này Là một món chân bảo Đúng lúc đó chợt có một bóng đen nhảy bộ vào lòng của bà núp Bà núp không giật mình Chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ nhẹ vào người của con mèo đen Hóa ra bóng đen đó chính là con mèo Mà bà núp đã nuôi được gần chục năm Một mình hoài cũng cảm thấy buồn chán Nên một năm nọ Bà núp quyết định xin một con mèo về nuôi Tính đến thời điểm hiện tại thì bầy mèo của bà núp cũng đã ngót nghét năm con bà nốt bế con mèo lên rồi thả nó vào bên trong cổ quan tài nó kêu lên một tiếng méo rồi hoảng Còng người chạy phóng ra khỏi cổ quan tài bà núp chừng mắt nhìn theo bóng dáng của con mèo ngày một xa bà núp lại tiếp tục quay lại với cổ quan tài biểu cảm trên gương mặt hệt như một đứa trẻ vừa tìm được một món đồ chơi mới người ta hay bảo người già giống như một đứa trẻ nhưng có điều đứa trẻ này sao trông kinh dị quá ngoài trời đã chạng vàng, bà núp rời khỏi nhà kho mà trong lòng vẫn còn chút lưu luyến bà xuống bếp hâm lại đồ ăn đã nấu lúc trưa lên ăn uống qua loa xong bà núp ra sau sàn nước tắm táp và giặt thau đầu đầy ắp do đồ dơ đã dồn lại quá lâu vừa giặt xong thau đồ bên ngoài trời có tiếng gọi bà núp ơi bà núp ơi bà núp có nhà không bà núp nao vội hai bàn tay và vạt áo rồi đi nhanh ra trước xem là ai đang gọi mình ra đến ngoài sân bà núp nhận ra đó chính là chị hoa hàng xóm kế bên nhà của bà nhìn thấy bà núp chị liền gấp gáp hỏi dồn con mèo của con đi đâu mất tiêu rồi chiều giờ bà có thấy nó không bà núp lắc đầu không tao không có thấy Chị Hoa vẫn ôm một tia hy vọng hỏi lại Bà ráng nhớ kỹ lại dùng con được không? Còn đi hỏi cùng hết trơn rồi Nhưng không ai thấy hết Bà núp mở mịt nhìn vào bên trong nhà Tuổi đã cao chứ nhớ cũng có lúc rõ ràng lúc mơ hồ Bà núp cũng không biết từ chiều tới giờ Mình có gặp con mèo của chị Hoa không? Nhìn thấy ánh mắt mở mịt của bà núp chị Hoa thở dài <laughs> Nếu à, bà có thấy thì bà nhớ kêu con nghe có cảm ơn bà trước nói rồi chỉ hoa quanh người rời đi bà núp cũng không nghĩ ngợi gì thêm mà bước lại vào nhà mang quần áo ra xào phơi xong bà núp ra bộ ngựa ngồi chải tóc mái tóc dài bạc trắng của bà núp nằm yên trên bộ ngựa dưới ngọn đèn dầu lúc tỏ lúc mờ, bà núp chợt trở nên quái dị hơn bao giờ hết không phải nhà bà không có đèn điện chỉ là bà vẫn quen dùng đèn dầu và lại dùng đèn dầu để tiết kiệm điện. Bà núp nghĩ thế. Ngồi nhà yên phăng phắc, bốn bề chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran. Thì thoảng lại có tiếng gió khô vào cành nghe xào sạc Bên cạnh bà núp chợt xuất hiện những đóm sáng. Nhìn kỹ thì đó chính là đôi mắt của những con mèo. Dường như đã quen với cảnh tượng ma mị trước mắt. Gương mặt của bà núp thản nhiên như không có chuyện gì. Lũ mèo bỏ lại nằm dưới chân bà núp mà kêu lên từng tiếng nỉ non như tiếng em bé khóc. Bà núp cong mày đưa chân đạp nhẹ vào người của một con mèo gần đó, miệng khẽ gừ gừ gì đó trong miệng. Lũ mèo chợt im bặt, bà núp hài lòng thu chân lại. Theo thói quen mọi ngày, trước khi đi ngủ, bà núp bắt đầu kiểm kê lũ mèo xem có con nào bị mất tích không. Bà núp khẽ đếm, giọng nói khẳng đặc vang lên giữa bốn bề thăng vắng. Một, hai ba bốn năm sáu bà lúc cứ đếm đi đếm lại nhưng vẫn là sáu con mèo ngày thường chỉ có năm con thôi mà nhỉ bà lúc cau mày cố gắng nhớ lại chẳng lẽ là mình nhớ nhầm hay sao ngay lúc này đây bà nốt quên bén đi rằng lúc chiều chị hoa có tìm mình để hỏi về con mèo của chị và con mèo thứ sáu đang nằm dưới chân bà núp chính là con mèo của chị hoa nghĩ có thể do già cả chứ nhớ làng đảng bà núp tự nhủ với bản thân rằng con mèo thứ sáu chính là con mèo của bản thân mình chỉ là do già rồi nên bà nhớ nhầm là trước giờ mình chỉ có năm con mèo mà thôi không còn khúc mắc bà núp đứng dậy lấy mùng ra răng xong xuôi bà vẫn còn nhớ phải đi kiểm tra lại cửa nẻo rồi mới chui vào mùng cầm chiếc radio mở đài lên nghe, bà nút cứ nằm say sưa nghe như thế mà ngủ quên lúc nào không hay. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày nữa đã bắt đầu, bà nút từ từ mở hai mắt, lồm cồm bò dậy. Nhìn quanh một lượt, bà thoáng ngạc nhiên khi nhận ra mình đang không ở bên trong mùng mà lại đang ở bên trong cái nhà kho. Đưa mắt nhìn xuống chỗ tối qua mình nằm thì trời đất ơi đó chính là bên trong của quan tài vừa mua bà núp có chút sững sờ không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình ngủ đêm qua tại sao bà lại nằm trong này rõ ràng là bà nhớ đêm qua mình đã răng mùng rồi cũng đã chui vào nằm rồi mà nhỉ hay có thể bà bị mộng du đối với người bình thường khi tỉnh dậy nhận ra mình đã nằm ngủ trong quan tài chắc có lẽ sợ hãi lắm nhưng đối với bà núp bà lại thấy đó là một chuyện bình thường bà núp bình thản bỏ ra khỏi cổ quan tài ngay lúc này đây cảnh tượng trước mắt quá đối kinh dị bà núp đầu tóc bạc trắng rũ rượi đang lồm cồm bỏ ra khỏi cổ quan tài đỏ rực khung cảnh xung quanh chỉ là mờ không nhìn rõ hệt như cảnh quay trong một bộ phim nào đó đi ra khỏi cái nhà kho bà núp cầm chổi ra sân quét lá tiếng xào xạc cứ vang lên đều đều giữa buổi sáng sớm tinh sương quét lá ngoài sân xong bà núp mới lấy một cây chổi khác để quét nhà sau khi đã lau dọn nhà cửa xong bà núp lại cầm cây chổi trà ra sân định quét lá ra dạ đến sân không thấy chiếc lá nào bà núp lấy làm kỳ lạ bà cứ nghĩ hôm nay lá cây không rụng cứ quên mất rằng mình đã quét lá xong rồi bà núp đứng tần ngần ở đó mà không biết phải làm gì tiếp theo có vẻ như trí nhớ của bà ngày càng kém Bụng bà chợt sôi lên vì đói Bà núp liền lật đặt xuống bếp thổi cơm Mùi gạo chín ngào ngạt trong không khí Theo gió mà bay sang nhiều nhà khác Chị Hoa đang ngủ mơ màng Nghe mùi gạo chín cứ ngỡ là đã sáng Chị quả quạng tìm điện thoại mở lên xem Chỉ mới 4 giờ sáng mà ai nấu cơm rồi nhỉ Chị Hoa lèm bèm Quay người tìm một tư thế thoải mái Người nhắm hai mắt lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ không sâu nấu cơm xong bà núp xới ra hai cái chén nhỏ mang lên cúng cha mẹ nhìn di ảnh hai đấng sinh thành trên ban thờ trong lòng bà núp hiện lên một cảm giác khó tả cơm nước xong bà núp ra sau vườn tưới nước cho đám rau cải ngọt trời lúc này cũng vừa tờ mờ sáng độ chừng sáu giờ kém người cũng đã đi lại thưa thớt Thằng Sáu Quát cũng cùng với các chiến hữu tề tự ngoài quán cà phê của chị Hoa. Vấn đề bàn luận xôn xao của cả quán xoay quanh việc bà núp mua quan tài cho chính mình ngày hôm qua. Thằng Sáu Quát cầm muỗng khuấy ly cà phê đen vài vòng, nó cố tỏ ra biết chuyện, mặt đanh lại, giọng cố làm cho thần thần bí bí. Hôm qua tao chở bà lên chợ huyện mà, lúc chở bà đi là tao thấy nghi nghi rồi, cứ thấy bà lạ lạ kiểu gì. Chị Hoa ngồi gần đó xen vào Lạ là lạ như thế nào? Ờ Ngày thường thấy bà cũng ít nói Nhưng tôi bắt chuyện thì bà cũng chịu tiếp lời Nhưng đằng này bà quái rõ lắm Cứ im ỉm suốt Tôi có cố bắt chuyện nhưng bà chỉ trả lời qua loa Chị Hoa hỏi tiếp Vậy là ông chở bà đi mua hòm luôn à? Thằng Sáu quát lắc đầu Không tôi chỉ chở bà tới chợ huyện thôi. nhưng uh, chở bà xong tôi không về vội mà đậu ở gần đó kiếm khách, sẵn coi bà có gọi kêu tôi trở về không. đợi một lúc sau thì tôi thấy bà đi ngược trở ra, bà lấm lét nhìn trước sau rồi nhanh chân đi sang cửa hàng vàng mã. khi đó tôi chỉ nghĩ là bà đi mua ít vàng mã về đốt cho ông bà già. ai có rẻ bà quất luôn cả cái hòm. thằng đượm ngồi sát bên thằng xấu quát nghe kể xong. Nó xoa hai lòng bàn tay vào nhau nói Gì sao vậy bá Nghe nổi hết cả da gà Chị Hoa vừa pha nước cho khách Chị vừa nói thêm vào Ờ Ghê thì ghê thiệt Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng tội cho bà Bà cũng già rồi Nếu tao nhớ không nhầm thì bà năm nay bảy chục rồi Tuổi này trí nhớ cũng lúc nhớ lúc quên rồi Chắc là nhân lúc còn khỏe còn minh mẫn Bà tranh thủ thu xếp hậu sự cho mình thôi Chờ bà có chồng con, anh chị em gì đâu. Tuổi bảy cũng đừng qua bản ra tán vào quá nhiều." Thằng Sáu quát gật đầu, thằng Lượm cũng không có nói gì thêm. Nói là nói bảy chứ thằng Sáu và thằng Lượm cũng cảm thương cho số phận hầm hiu của bà Núp. Cả ngày hôm đó đi đâu cũng nghe mọi người nói về vụ bà Núp mua quan tài cho chính mình. Lâu lắm rồi ngôi làng bình yên mới xảy ra một sự việc lạ lùng đến thế. Một đồn mười, mười đồn trăm, có người còn quá đáng hơn, nói bà núp coi chừng hóa quỷ rồi. Nhân vật chính của câu chuyện là bà núp vẫn không hay biết mọi người đang dèm pha sau lưng mình. Thật ra, nếu có biết bà cũng không quan tâm lắm. Ba cái lời nói rẻ xuống đó, để trong lòng chỉ tổ ngứa ngáy thêm thôi. Bà núp vẫn sống tiếp vẫn làm đi làm lại những việc mà cả đời ngày nào cũng làm. Như một vòng lập, chẳng có gì đổi khác. Không biết khi nào vòng lập này sẽ kết thúc, bà Núp đã cảm thấy mệt mỏi. Nhiều lúc bà tự nghĩ, không hiểu tại sao mình lại sống lâu dữ vậy. Bà đâu có muốn. Những người cùng thời với bà hầu hết đã hóa thành một nắm đất vàng. Không biết khi nào bà mới trả hết nợ cuộc đời. Giờ đối với bà, cái chết không đáng sợ Sống tiếp mới đáng sợ Vậy cho nên Bà đón chờ cái chết Như một sự giải thoát cho mình Thời gian trôi qua Vụ bà núp mua quan tài cũng lắng xuống Cuộc sống ở làng quê yên bình này Vẫn cứ tiếp diễn Chỉ nhớ của bà núp dạo này cũng kém hơn Sức khỏe yếu đi nhiều Mấy này cứ hò húng hắng Ngực thường xuyên cảm thấy hơi đau Dù không khỏe bà núp vẫn không chịu đi bệnh viện bởi lỡ bác sĩ bắt nhập viện hay viện phí quá cao bà không có khả năng tự lo được còn muốn nhờ cậy cũng không biết gọi ai mấy bà bản thân thuở bé giờ gần như đã lìa đời hết cả kệ sống được thì sống sống không được thì nghỉ sống bà núp không tha thiết lắm ngồi trên bộ ngựa đến chưa chờ bà núp chán ngán lắng nghe tiếng ve kêu ầm ĩ Lũ mèo không biết đã trôi chỗ nào nằm ngủ. Già dạ cả mắt mũi kèm nhèm, bà có muốn đi tìm chúng nó cũng không thể. Ngồi yên một chỗ suy nghĩ vẩn vơ đến xế chiều, tự nhiên bà Núp muốn đi dạo quá. Nghĩ là làm, bà Núp vơ lấy cái nón lá treo trên vách nhà, đội lên đầu rồi lom khom bước ra khỏi nhà. Bà Núp đi dọc theo con đường quá đối quen thuộc, gót giày đã thuộc nằm lòng từng viên đá dưới chân. Cảm tưởng như nếu nhắm mắt lại Bà Núp vẫn có thể mò mẫm về đến đúng nhà mình Đi ngang quán nước của chị Hoa Bà Núp thoáng dừng lại Nhìn thấy bà chị liền đánh tiếng chào Ủa bà Núp Lâu quá mới thấy bà ra đi dạo Bà Núp nở một nụ cười móm mém trả lời Ờ tại nay chán quá Ở nhà không biết làm gì Tao ra ngoài đi vòng vòng cho mát Bà uống nước không Con pha cho bà một ly Bà núp gật đầu Ờ vậy bây cho tao ly trà đường đi Nhớ bỏ xíu gừng Chị Hoa khẽ dạ rồi lùi hụi pha trà cho bà núp Vừa làm chị vừa hỏi thăm bà núp câu được câu không Dạo này sức khỏe bà ổn không Con thấy bà hơi gầy đi thì phải Đâu có tao vẫn khỏe re hả Có ốm đau gì đâu Dạ có gì cần giúp thì bà cứ qua gọi con Bà đừng ngại nghe mọi người trong xóm thương bà lắm. Bà núp cười. Rồi rồi, tao nhớ rồi. Nói là nói vậy, nhiều khi ngày mai bà núp đã quên mất tiêu cuộc đối thoại giữa bà và chị Hoa. Dạ, trà của bà đây. Bà núp đưa tay nhận lấy ly trà từ tay chị Hoa. Nhiều tiền vậy? Chị Hoa lắc đầu cười đáp. Ừ, dạ thôi. Cái này con mời bà uống lấy thảo Thôi Vậy buồn bán khách khứa không đông Lời lãi không nhiều Mời mọc gì không biết nữa Vừa nói bà núp vừa thỏ tay vào túi Lấy tiền ra trả cho chị Hoa Chị Hoa vội vàng níu tay bà núp lại ừ, Dạ thôi Coi như lần này con mời bà Lần sau con thu tiền nhé Bà núp thở dài à, Thôi được rồi Tao cảm ơn bây nhiều Chị Hoa cười xòa Trời ơi Bà khách sáo chi không biết Có ly trà mà ơn nghĩa gì À mà sao mấy nay không thấy bà chợ rau ra chợ bán vậy Bà núp đưa tay ra sau lưng xoa nhẹ Mấy này cái lưng tao nó đau quá trời Với thấy cho người mệt mệt nên tao nghỉ vài hôm Chắc mai tao ráng chợ rau ra chợ bán luôn chưa Để nó già quá ăn hết ngon Chị Hoa Nghe thấy thế thì liền lo lắng hỏi Thế à, vậy mấy này tiền đâu bà xài? Bà núp cười Tao cũng có chút tiền để dành Mày đừng lo, tao không chết đói được đâu Chị Hoa chỉ biết cường cười chứ chẳng biết nói gì thêm trong lúc này Cả hai im lặng một lúc thật lâu Sau cùng, chị Hoa là người phá tan cái bầu không khí yên tĩnh Nhà con còn ít gạo với trứng để chiều con mang sang cho bà nha Bà núp ngại ngùng Thôi được rồi Phiền nhà mày quá Quyết định vậy đi Chiều dọn quán xong con mang qua cho bà Nói rồi chị Hoa quay vào trong Làm nước cho khách mới tới Bà núp nhìn theo bóng lưng chị Hoa một lúc Rồi mới quay đi Cầm ly trà cừng trên tay Trong lòng bà núp có chút ấm áp Chỉ ít Xung quanh vẫn còn có người vì bà Mà lo lắng Mà bận tâm tối hôm đó như đã nói trước chị hoa mang ít gạo và trứng sang cho bà núp đứng bên ngoài cổng chị gọi vọng vào bà núp ơi con hoa nè bà ra mở cổng cho con với. bà núp đang ngồi thơ thần trên bộ ngựa nghe thấy chị hoa gọi bà liền lật đật chạy ra chị túi đồ ra trước mặt cho bà núp chị hoa cười nói đây con gửi bà bà núp ngần ngừ đưa tay ra nhận lấy túi gạo bà lúng búng ừ, tao cảm ơn bầy nhiều nghe chị hoa khẽ dạ dạ không có gì đâu bà con gì thiếu hay cần giúp gì thì bà cứ sang gọi con nha bà núp gật đầu chị hoa nói tiếp thôi cũng tối rồi con về cơm nước cho tụi nhỏ hôm khác con lại sang thăm bà nghe bà nhớ giữ gìn sức khỏe nói rồi chị hoa quay người bước đi bà núp nhìn theo bóng lưng chỉ đến khi khuất dạng sau cánh cổng rào bên cạnh bà mới khóa cổng nhà mình rồi quay trở vào trong mang túi gạo xuống đổ vào lu xong bà núp lại lên nhà trên ngồi vào chiếc ghế gỗ giữa nhà bà cứ ngồi như thế đưa mắt nhìn ra bóng tối ngoài sân thật kỳ lạ hôm nay bà núp lại mở đèn điện ngày bình thường bà chỉ châm đèn dầu là cùng chợt có một con mèo đen phóng lên đùi bà núp mà nằm ngoe nguẩy cái đuôi. Bà núp đưa tay khẽ khàng ve vuốt bộ lông mượt mà của nó. Thỉnh thoảng, nó lại gửi lên vài tiếng khoái trá. Bà núp cứ ngồi như thế cho đến lúc cảm thấy buồn ngủ. Bà bất thình lình đứng dậy. Con mèo rơi khỏi người bà núp. Nó hốt hoảng kêu lên một tiếng méo, rồi lao đi mất dạng. Bà núp lấy mùng ra răng. Xong xuôi, bà không quên kiểm tra cửa nẻo lại cẩn thận. Sau đó tắt đèn rồi chui vào mùng Vừa đặt lưng xuống là cơn buồn ngủ lên ập tới Bà núp thở hát ra một hơi Rồi chìm vào giấc ngủ Thời gian cứ chậm chậm trôi qua Cả không gian chỉ còn lại tiếng thở đều đều Và tiếng côn trùng kêu Bà núp ngủ say sưa Không biết trời trang gì Bỗng Bà núp ngồi bật dậy Tóc mùng lên chui ra Kỳ lạ là hai mắt bà vẫn nhắm nghiền bà núp từ từ đứng dậy đi về phía trước trong vô thức gương mặt lạnh tanh không có chút biểu cảm nào bà cứ đi vòng quanh nhà cứ như có một bàn tay vô hình đang dẫn dắt chợt bà núp đưa tay lên mở cửa đi ra ngoài bà đi băng băng ra sau cái nhà kho dừng lại trước cửa nhà kho bà núp khẽ đưa tay lên đẩy cửa mặc dù đang hành động nhưng hai mắt bà núp vẫn nhắm nghiền theo nhân gian thường gọi tình trạng hiện giờ của bà núp chính là mộng du bà núp lần mò dò dẫm từng bước tiến đến bên cạnh của quan tài sau khi đã chạm được nó rồi bà núp khẽ mỉm cười nụ cười quỷ dị phối hợp với hai mắt nhắm nghiền khiến gương mặt bà núp kinh khủng hơn bao giờ hết lúc bà mỉm cười những nếp nhăn càng hiện rõ chẳng chịt trên gương mặt bà núp cẩn thận bỏ vào bên trong cố quan tài ngay khi vừa đặt lưng xuống bà liền thở ra một hơi dài thỏa mãn dường như bà núp rất thích được ngủ trong quan tài vì vậy mà ngay cả trong giấc mơ bà đã bị sự thèm khát thôi thúc bà núp thích thú nằm lăn qua lộn lại bên trong quan tài biểu cảm trên gương mặt giống y như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi yêu thích bà núp cứ chơi một mình trong cỗ quan tài thì thoảng lại bật cười khủng khục tiếng cười trầm khàn của một bà già đã ngoài bảy mươi trong đêm khuya tĩnh mịch khiến bầu không khí trở nên vô cùng ma mị và kinh khủng chơi một hồi đã thấm mệt bà nút nằm yên thở đều dường như bà đã một lần nữa chìm vào giấc ngủ bên ngoài tiếng dế vẫn kêu râm ran mặt trăng đêm nay đã bị mây đen che khuất mọi thứ bị bóng đêm nhấn chìm tối đến mức không nhìn rõ được năm đầu ngón tay Tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu Bà Núp cảm thấy cả người khỏe khoắn vô cùng Bà vươn vai rồi ngồi dậy Bà chợt sững sờ khi nhận ra Mình lại một lần nữa nằm ngủ bên trong quan tài Bà ngơ ngác nhìn xung quanh Không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình say ngủ Bà cũng không biết mình mò ra tận đây khi nào Bà Núp cong mày cố gắng nhớ lại Nhưng trong đầu bà chỉ có những ký ức mơ hồ không rõ Linh tính mách bảo rằng có thể hai đêm qua là bà bị mộng du Lắc đầu xua đi những suy nghĩ rối ren ra khỏi đầu Bà không bận tâm về chuyện ngủ trong quan tài lắm Bởi với bà ngủ ở đâu cũng giống nhau Miễn là gió mái đừng có lọt vào là được Thật may là trong nhà kho cũng kín đáo Nên gió không thể lùa vào được Bà núp lặt đặt bò khỏi quan tài Mà ra sân cầm chổi quét lá Xong Bà ra nhà sau cắt mớ rau rồi gói chúng lại thành từng bó nhỏ. Xong xuôi, bà tắm táp thay quần áo sạch rồi lấy xe đạp chở mớ rau vừa cắt ra chợ bán. Tiếng xe đạp của bà Núp cứ vang lên đều đều trong buổi sáng tinh sương. Trông quanh mọi người cũng đã bắt đầu thức giấc. Bà Núp cong người, cố đạp thật nhanh. Bánh xe lăn một vòng tròn, chở bà Núp đi nhanh về phía trước. Nơi bà cần tới chỉ là một khu chợ nhỏ gần nhà. Vì vậy bà cần phải đến sớm để xí chỗ mà mọi người dễ thấy nhất. Phía xa xa mặt trời đã ló dạng, tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây hai bên đường làm cho khung cảnh yên bình ở làng quê nhỏ xa xôi càng trở nên bình yên đến lạ. Gió nhẹ nhẹ thổi qua người, bà Núp cảm thấy hôm nay là một ngày khá dễ chịu. Trong vô thức, bà Núp thả chậm tốc độ lại để cảm nhận giây phút yên bình hiếm hoi ra đến nơi những chỗ đắc địa đã bị người khác chiếm đóng hết cả bà núp thoáng có chút thất vọng bà tìm cho mình một chỗ gần cổng chợ nhất rồi bắt đầu bày hàng ra nói bày hàng cho sang vậy thôi chứ thật ra bà núp chỉ có một thúng rau bên trong thúng nào là rau cải rau càng cua rau tập tàn rau lang bà núp ngồi co ro bên cạnh chiếc xe đạp khi nãy cảm thấy trời mát thật nhưng không hiểu tại sao lúc này bà lại cảm thấy khá lạnh bà núp cứ ngồi đó nhìn dòng người qua lại trước mặt dòng người đông dần theo thời gian thúng rau trước mặt bà núp cũng vơi đi quá nửa người ta thấy bà đã lớn tuổi rau bán chất lượng sạch sẽ nên ai cũng quý một lần bà chở rau ra chợ bán mọi người đều kéo đến ủng hộ nhờ vậy mà chưa tan chợ là thúng rau của bà núp đã hết sạch Bà núp hí hửng cột thúng rau đã trống vào yên sau rồi lên xe đạp trở về nhà. Đi được một đoạn không hiểu tại sao bà núp lại quay đầu xe chạy về hướng ngược lại. Vừa đi, bà vừa cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Bà núp chạy về hướng chợ huyện, dừng lại phía trước một tiệm chụp hình. Bà núp cả chân chống xe rồi lộm khòm đi từng bước vào trong. Tiếp đón bà là một người phụ nữ trung niên nhìn thấy bà núp bước vào cô ta liền niềm nở tiến tới cất tiếng chào con chào bà bà cần chụp ảnh lấy liền hay sao ạ à? bà núp gật đầu ờ ờ tôi chụp lấy liền mà giá cả ở đây thế nào dạ bên con có nhiều gói dịch vụ với các mức giá vô cùng đa dạng nhưng hầu hết đều lấy giá phải chăng không biết nhu cầu của bà là gì để con tiện tư vấn ạ à? bà núp ngập ngừng thoáng chốc rồi mới đáp À ừ, tôi muốn chụp hình thờ cho tôi. Cô nhân viên có vẻ ngạc nhiên. Cô ta mở tròn mắt nhìn bà núp. Trong mắt hiện đầy vẻ không dám tin. Nghĩ có thể nhân lúc dung mạo bản thân vẫn còn nhìn được. Nên bà núp mới quyết định đi chụp hình thờ cho chính mình. Hoặc cũng có thể vì một lý do nào đó mà cô không rõ. Nên bà núp mới làm một việc kỳ lạ đến thế. Nhoáng cái, cái nét ngạc nhiên trên gương mặt cô nhân viên đã quét sạch, thay vào đó vẫn là nụ cười trước nghiệp. cô ỏ ẻ cười nói: "dạ được, bà theo con vào trong gặp thợ chụp hình nghe." nói rồi cô nhân viên quay người đi trước, bà núp lê chân theo sau. sau gần ba tiếng loay hoay, cuối cùng bà núp đã được cầm bức ảnh thờ của chính mình trong tay. bức ảnh được gói trong nhiều lớp giấy báo, bỏ vào một cái bọc nhựa. Bà Núp cẩn thận ngắm nghía trong tay một lúc lâu Rồi mới chịu lên xe đạp chạy về nhà Trời đã giữa trưa Nắng rừng rực như đổ lửa Bà Núp cố gắng đạp xe Chốc chốc lại dừng kéo áo lên lau mồ hôi trên mặt Bóng lưng khom giả nua kéo dài trên mặt đường Tạo cho người xem cảm giác cô độc Bà núp rướn người đạp thật mạnh Bánh xe lăn một vòng chạy về phía trước dáng người nhỏ thó Ráng dùng chút sức tàn để đạp xe về nhà bánh xe lăn đều đưa bà núp đi đến bãi tha ma của làng nhưng ngay lúc này đây cơn đảng trí lại tìm tới khiến bà không ý thức được cảnh vật hai bên đường đã dần trở lên xa lạ bà núp cứ thế đạp xe vào bên trong nghĩa địa không khí tiêu điều chết chóc nhanh chóng bổ vây lấy cơ thể bà núp ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh miệng lẩm bẩm đi về nhà đi về nhà bất chợt có một cơn gió lạnh thổi lùa qua những ngôi mộ gạch nằm san sát nhau bà núp đưa mắt nhìn quanh để tìm đường về nhà miệng vẫn lẩm bẩm gì đó vô nghĩa chợt xa xa có người gọi lớn bà núp bà đi đâu mà vô tận nghĩa địa vậy bà núp vẫn nói lẩm bẩm đi về nhà đi về nhà chị hoa đang ở gần đó nghe động nên liền chạy lại nghe thấy bà núp lầm bầm trong xi ngốc, chỉ biết ngay cơn đáng trí của bà núp lại tái phát. Chị đẩy xe chỉ đường cho bà núp đạp về. Lúc bấy giờ bà núp cũng đã tỉnh táo trở lại. Theo sự chỉ dẫn của chị Hoa, bà núp lại tiếp tục cong người đạp mạnh bàn đạp. Bánh xe lăn một vòng lớn, chở bà núp và một bóng người, lúc ẩn lúc hiện, ngồi ở yên sau về nhà. Có lẽ như lúc nãy khi rơi vào cơn đàng trí miệng không ngừng lẩm bẩm ba từ đi về nhà bà núp đã vô tình rước lấy một vong cô hồn dã quỷ về đến nơi bà núp dắt xe vào nhà rồi khóa cổng rào lại bà ra sản nước sau nhà múc một can nước đầy để rửa mặt và chân tay xong bà ra bộ ngựa nằm nghỉ một lúc để lấy lại sức từ sáng đến giờ vận động quá nhiều thân già bảy chục tuổi có chút không gánh nổi nó bắt đầu kêu gào mong muốn được nghỉ ngơi Cả người giã rời Ngày lúc này Dù là một đầu ngón tay bà cũng chẳng buồn nhấc lên Gió thổi vi vu qua cửa sổ Xòa dịu cái nóng oi ả à của mùa hè Bốn bè yên phăng phắc Thì thoảng mới có tiếng chó sủa Tiếng gà cái ban trưa Kèm theo tiếng ve kêu ồn ào Bà núp cao mày khó chịu Vì bị tiếng ve quấy dày mỗi ngày bà cảm thấy chúng quá phiền sau khi đã cảm thấy đỡ mệt bà núp ngồi dậy xuống bếp hâm cơm lên ăn cho qua cơn đói bữa cơm nào bà núp cũng loay hoay một mình riết rồi thành quen bà núp ngồi ở cửa sau tay bưng tô cơm mắt nhìn ra cây bình bát sau nhà khung cảnh trước mắt không có một bóng người chỉ có vài chú chim đang đậu trên cành cây to gần đó bà núp vừa nghĩ vẩn vơ vừa ăn cơm trong vô thức Nhoáng cái tô cơm đã hết sạch Bà núp đứng dậy ra sàn nước rửa cái tô vừa ăn Rồi bước vào nhà Quay trở lại với bộ ngựa thân quen Bà núp chỉ vừa đặt lưng nằm xuống Cơn buồn ngủ liền ập tới Kéo bà vào một vùng bóng tối vô biên Tỉnh dậy sau một giấc ngủ không sâu Bà núp cảm thấy tinh thần đã tỉnh táo hơn Chợt nhớ ra bức gì ảnh Bà chạy ra xe lấy nó vào Cẩn thận bóc tách từng lớp giấy gói. Bức ảnh thờ hiện lộ dần dưới mắt bà núp. Ngắm nghía chính mình bên trong bức ảnh một lúc lâu, bà núp gật cù ra vẻ hài lòng. Để bức di ảnh nằm trên bộ ngựa, bà đi ra nhà sau tìm một cái bàn lụi hội bê lên. Sức không còn như lúc trẻ, nên khó khăn lắm bà núp mới có thể mang nó lên nhà trên. Đặt cái bàn bên cạnh bàn thờ của cha mẹ mình, Bà núp chạy lại cầm bức di ảnh của mình đặt lên cái bàn vừa khiêng lên. Không biết bà lấy từ đâu ra một bát hương đã được chuẩn bị sẵn để phía trước bức ảnh thờ. Nhoáng cái, một cái bàn thờ đơn giản đã được thành hình. Bà núp cứ đứng lặng người như thế, nhìn không chớp mắt vào bàn thờ của mình. Rồi đột ngột, bà rơi nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hôi hổi chảy dài trên gương mặt đã tràn đầy nếp nhăn của tháng năm để lại sâu trong ánh mắt bà có gì đó buồn buồn xen lẫn đôi ba phần cô độc có lẽ nào bà đang thấy cô đơn và buồn tủi cho số phận hầm hiu của mình thật ra bà vẫn còn ý thức được những chuyện mình làm là quái rở trong những giây phút minh mẩm của một ngày dài bà đã nhiều lần suy nghĩ về ngày mai bà biết mình phải tự chuẩn bị xong cho hậu sự của mình ngay khi bản thân còn có thể sợ mai mốt chết đi rồi sẽ không ai đứng ra lo liệu cho bà an nghỉ. vì vậy dù bà đã biết chuyện mình làm là quái đờ, nhưng bà Núp vẫn phải làm. giấu cho mọi người có bàn tán xôn xao, mà thật ra bà cũng không quan tâm mấy đến những lời dèm pha kia. bảy chục năm sống trên đời đủ để bà học được cách bỏ ngoài tai những lời nói tiêu cực. chỉ cần bản thân sống tốt là được. bà Núp luôn nghĩ như thế. Nhoáng cái bên ngoài đã sụp tối. Những đàn chim trời lũ lượt bay về tổ sau một ngày mệt mỏi kiếm ăn. Bà núp cầm cái quạt mo, ngồi bên hiên nhà nhìn mông lung ra khoảng sân trước mắt. Trong sân, bà chỉ trồng một vài luống hoa mười giờ, vài bụi thạch thảo. Sân sau bà mới dành để trồng rau. Ngôi nhà của bà núp được xây trên mảnh đất của cha mẹ bà để lại. Tổng diện tích miếng đất cũng ngót 200 mét vuông. Bán cũng được kha khá tiền. Bà định trước khi chết sẽ để lại một phần cho chị hoa bởi chị lúc nào cũng quan tâm bà mặc dù nhà chị không có khá giả gì nhưng có gì ngon chị cũng trở lại cho bà có lẽ do mất mẹ từ lúc nhỏ xíu chị coi bà núp giống như mẹ của mình phần đất còn lại bà sẽ quyên góp cho một cô nhi viện trên huyện hoặc có thể sẽ quy thành tiền mặt để ủng hộ đồng bào miền trung đang gặp lũ lụt bà sẽ không để lại chút gì cho họ hàng bởi họ chẳng buồn đến thăm hỏi bà Dẫu là ngày thường hay lễ Tết Viết rồi bà cũng quên mất Mình vẫn còn có họ hàng ở xa Con mèo đen bỏ đến cọ đầu vào chân Kéo bà núp trở về với thực tại Bà đưa bàn tay giả nua của mình ra Xoa lấy đầu con mèo Khẽ nói trong vô thức Mày mốt tao chết rồi Mày ở với ai đi bông Con bông không đáp Hiển nhiên rồi, làm sao nó có thể hiểu được những lời bà núp nói cơ chứ? Nhưng dường như cảm nhận được một điều gì đó, nó ngước lên nhìn bà núp và kêu lên vài tiếng meo meo. Đôi mắt nó chợt sáng rực, bà núp giật mình nhìn vào sâu trong đôi mắt của con bông. Dường như bà thấy trong mắt nó như ẩn, như hiện một bóng người nữa đang đứng sau lưng bà. Bà núp chớp mắt một cái rồi nhìn lại vào mắt con mèo nhưng lúc này trong mắt nó chỉ phản chiếu lại bóng dáng của bà Nghĩ có thể do mình già cả Mắt mũi kèm nhèm lên trông gà hóa cuốc Nên bà lúc không quan tâm lắm đến chi tiết kỳ lạ vừa rồi Bà và con bông cứ ngồi ngoài hiên như thế Lặng lặng nhìn bóng tối dần bao trùm vạn vật Bốn bề, tiếng xế bắt đầu vang lên Gió thổi nhẹ nhẹ qua những tán cây Tạo thành những âm thanh xào xạc nho nhỏ Bên trong nhà, ngọn đèn dầu phát ra cái thứ ánh sáng le lói yếu ớt trong bối cảnh tranh sáng tranh tối đó có một bà già tóc bạc cù lưng bên cạnh là con mèo đen với hai mắt sáng rực đang ngồi ngoài hiên khiến ai trông thấy cũng không tránh khỏi cái cảm giác rợn rợn trời càng về đêm không khí càng trở nên lạnh lẽo bà núp và con bông quyết định đứng dậy đi vào nhà ngày nào của bà núp cũng lặp đi lặp lại như thế hệt như một chuỗi vô tận không có điểm dừng. Không hiểu tại sao mặc dù buổi trưa đã nằm nghỉ suốt nhiều giờ đồng hồ rồi, vậy mà bà Núp vẫn cảm thấy trong người còn hơi mệt mệt. Vì vậy, hôm nay bà sẽ đi ngủ sớm hơn mọi ngày một chút. Lấy mùng ra răng, xong bà đi kiểm tra lại cửa nèo rồi chui vào mùng. Vừa đặt lưng xuống, bà ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Cả không gian chỉ còn lại tiếng thở đều đều của bà Núp. Còn bông ngồi bên cạnh giường, nó hướng đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bà núp đang nằm bên trong mùng. Trong mắt nó, bên cạnh bà núp có thêm một bóng người đàn ông khi ẩn, khi hiện. Bóng người đàn ông đó cứ nhìn chằm chằm vào người bà núp. Đánh hơi được mùi nguy hiểm, con bông cứ gửi lên vài tiếng uy hiếp. Bóng người đó dường như không quan tâm lắm đến sự uy hiếp và cảnh cáo của con bông. Gã cứ nhìn không chớp mắt vào bà núp. Một lúc sau, Trường như cảm thấy con mèo quá phiền Gã trường mắt nhìn con bông một cái Nó kêu lên một tiếng méo đầy hoảng sợ Rồi con người chui xuống cầm bàn thờ của bà nút Thời gian buồn vút trôi đi Nhoáng cái đã hơn nửa đêm Bà nút chợt bật ngồi dậy Tóc mụn chui ra Bà lững thững bước đi Nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền Đúng vậy Bà nút lại bị mộng du Bà đi lại cửa chính đưa tay khẽ mở chốt cửa Kỳ lạ là dù hai mắt nhắm nghiền Bà núp vẫn thao tác một cách chính xác Cửa vừa bật mở Gió lạnh bên ngoài liền ập vào Theo cơ chế phản xạ của cơ thể Bà núp liền đánh liên tục mấy cái rùng mình Dù vậy bà vẫn dứt khoát bước ra bên ngoài Điểm đến của bà chính là cái nhà kho nhỏ Nơi đang cất chứa của quan tài màu đỏ Tới nơi khẽ đẩy cửa bước vào bà núp hấp tấp nhảy bổ vào bên trong của quan tài đang nằm đợi sẵn bà cười lên khủng khục tiếng cười trầm khàn khô khốc vang vọng trong đêm khuya tĩnh mịch bà cứ nằm yên như thế nụ cười dần tắt ngóm trên môi cả người bà núp chợt co rúng hơi thở khó nhọc gần xanh trên gương mặt hiện lên chi chít hơi thở bà yếu dần rồi sau cùng là tắt hẳn hai dòng nước mắt chảy dài hai bên thái dương phải bà núp đã chết chết trong sự cô độc không bất cứ một ai biết bà đã chết cái chết cuối cùng đã đến bà núp đã được giải thoát khỏi những chuỗi ngày như vòng lặp không điểm dừng bên ngoài sân sau con chim lợn đang đậu trên một trong vô số cành của cây bình bát nó chợt kêu lên ba tiếng vang vọng rồi tung cánh bay vào đêm đen để lại sau lưng một ngôi nhà cô quạnh ngọn đèn dầu trên ban thờ bà núp chợt lúc mạnh lúc yếu như sắp tắt đến nơi dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu gương mặt bà núp như trở nên sống động hơn ban ngày gương mặt bà hiển hiện ba phần ưu buồn bảy phần nhẹ nhõm nhưng trước mắt cái gương mặt bà núp trong khung ảnh lại trở về như bình thường trời đột ngột đổ mưa Cơn mưa không hề có dấu hiệu nào báo trước. Có lẽ ông trời cũng đang buồn thương cho số phận bạc bẽo của bà núp. Mưa ầm ầm như chút nước, gió thổi mạnh khiến những tán cây quật vào nhau tả tơi. Tiếng mưa và tiếng gió hòa lẫn vào thành một, ẩn trong tiếng gió mưa bão bùng, như có như không, tiếng khóc trầm khàn khàn đặc của một bà già. Tiếng khóc vừa như trách móc, vừa như oán than cuộc đời, tiếng khóc xé lòng như chút toàn bộ uất ức suốt ngần ấy tháng năm. Trong cơn mưa đêm, chị Hoa dường như ngủ ngon hơn, cả ngày quẩn quật với cánh nước, bao nhiêu là thứ phải lo toan. Chị lúc nào cũng trong trạng thái mỏi mệt. Vì vậy, mỗi lần vào giấc, chị ngủ say đến mức nhà kế bên có hát karaoke chị cũng không nghe thấy. Gió lạnh thổi thốc vào qua cửa sổ đang mở. Chồng chị Hoa là anh Bình, khẽ khẳng bò dậy khép cửa lại nhìn vợ và hai thằng con trai đang ngủ trên giường anh đón đén lấy mền đắp cho ba mẹ con dù vẫn đang trong giấc ngủ say chị hoa vẫn cảm thấy được trong phòng đột ngột trở nên lạnh lẽo bàn tay chị vô thức của quạng tìm mền kéo về phía mình cả người chị co ro trong chiếc mền bông ấm áp mưa bên ngoài vẫn nặng hạt có lẽ trong một thời gian ngắn sẽ không tạnh được dù cửa sổ đã đóng then cài không khí lạnh bên ngoài vẫn bằng một cách nào đó len lỏi vào bên trong phòng anh bình quay sang ôm chị hoa mắt nhắm lại cố gắng dù bản thân chìm vào giấc ngủ một lần nữa đang mơ màng trong mộng đẹp chị hoa chợt nghe bên tai có tiếng ai đó gọi mình chị yếu ớt mở hai mắt ra tinh thần vẫn chưa kịp tỉnh táo bên tai lại có tiếng gọi giọng nói khi xa khi gần khi rõ ràng khi lại như lẻ rẻ như chiếc loa đã cũ Hoa Hoa ơi Chị Hoa định hình lại Cố lắng tai nghe xem là ai đang gọi mình Nhưng giọng nói đó xa xăm như vọng về từ một cõi khác Chị không thể nào xác định được giọng nói đó có phải là của người quen hay không Đồng hồ điểm 2 giờ sáng Chị Hoa thật nghĩ Ai lại tìm mình giờ này cơ chứ Giọng nói đó lại vang lên Hoa Lần này Chị Hoa đã xác định nơi phát ra giọng nói Đó chính là ô cửa sổ Nhưng ai lại đứng ngoài cửa sổ gọi tên chị Vào lúc 2 giờ sáng cơ chứ Chỉ có thể là trộm Hoặc là một Là một Nghĩ đến đó chị Hoa liền rùng mình vì sợ Tóc cái dựng đứng lên hết cả Chị quay sang khẽ lay anh Bình dậy Nhưng con lay và gọi như thế nào Thì anh Bình vẫn ngủ say như chết Kỳ lạ Ngày thường chỉ cần khẽ gọi là anh Bình đã liền bừng tỉnh ấy vậy mà hôm nay có gọi thế nào Anh vẫn nằm yên bất động Bên ngoài cửa sổ Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên Hoa ơi Mở cửa ra đi con Chị Hoa giật bắn người khi nhận ra Đó chính là giọng của bà Núp Nhưng tại sao bà Núp lại tìm chị giờ này Chẳng lẽ Bà Núp cần chị giúp gì hay sao Nhưng tại sao bà ta không có cửa chính để gọi mà lại lần mò đến cửa sổ phòng chị cửa mặt bà núp chợt hiện lên trong đầu một gương mặt già nua với thật là nhiều nếp nhăn hai mắt trúng sâu mái tóc đã bạc trắng hoàn toàn ban ngày trông thấy bà núp chị chẳng cảm thấy sợ sệt gì nhưng trong đêm tối thế này chẳng hiểu sao bà núp lại mang đến cho chị cảm giác rờn rợn thấy chị hoa không có động tính gì Bà Núp không khỏi nữa mà đưa tay lên gõ vào cửa sổ Một loạt tiếng cộc 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 khô khốc vang lên Chị Hoa chợt cảm thấy như tim mình Bị một bàn tay vô hình siết chặt Hơi thở chị khó nhọc Mồ hôi cả người thi nhau túa ra như tắm Điều kỳ lạ là chồng chị vẫn ngủ say Tưởng như không hề hay biết những gì đang xảy ra ở thực tại Nỗi sợ ấp ủ rồi lớn dần trong lòng chị Hoa Sau cùng nỗi sợ dâng lên đến đỉnh điểm khi cánh cửa sổ bật mở tung gió lạnh và mưa ngay lập tức ập vào phòng bầu không khí nhanh chóng trở nên lạnh giá bên ngoài ô cửa bà núp đang lom khom đứng dưới màn mưa nước mưa tản nhẫn rơi lộp độp lên người lên tóc bà những giọt nước mưa to như hạt đậu lạnh buốt tới tâm can bà núp đưa tay lên níu chặt lấy xong cửa sổ bà áp sát gương mặt của mình vào những thanh kim loại trước mặt Nhìn chị Hoa bằng một ánh mắt đượm buồn Bà ngập ngừng như đang định nói gì đó Chị Hoa vừa sợ hãi vừa bàng hoàng Nhìn chằm chằm về phía bà nụ Cả người chị cứng đờ Không thể cử động được Dù chỉ là một đầu ngón tay Ngay lúc bà núp định nói gì đó Trên trời đột ngột nổ đùng Một tia sấm Tiếng sấm như xe tan màn đêm yên tĩnh Bà núp ngay lập tức biến mất Chị Hoa giật bắn người Rồi cũng bừng tỉnh giấc hóa ra Những gì khi nãy chỉ là một giấc mơ Chỉ hoa thợp vào Nghe động Anh Bình cũng tỉnh theo Dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngủ Thấy sắc mặt của vợ hơi tái Anh Bình liền lo lắng hỏi Em bị sao thế? Bộ gặp ác mộng à? Chị Hoa không đáp mà chỉ khẽ gật đầu Anh Bình đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào sau lưng chị Trấn An Ngoài trời mưa vẫn rơi giả dích cơn mưa không còn dữ dội như khi nãy nữa nhưng vẫn nặng hạt tiếng mưa ầm ầm trên mái tôn khiến lòng chị hoa không hiểu sao lại cảm thấy kìm nén đến lạ một loại cảm giác không biết mô tả thế nào dường như có một chuyện gì đó không hay sắp sửa xảy ra im lặng một lúc lâu sau cùng chị hoa cũng lên tiếng hồi nãy tự nhiên em nằm mơ thấy bà núp đứng ngoài cửa sổ bà hình như muốn nói với em điều gì đó Tự nhiên trời gầm xong bà biến mất Có khi nào đó là điềm báo gì không anh? Anh Bình lắc đầu Không đâu Chắc có lẽ do em nghĩ nhiều quá Nên tối mơ mộng lung tung thôi Nằm xuống ngủ tiếp đi em Mới có 2 giờ à Ngủ thêm một miếng để mai còn đi làm nữa Chị Hoa không nói gì Mà chỉ lặng lặng làm theo Nhoáng cái anh Bình đã tiếp tục Chìm vào giấc ngủ Cả không gian lúc này Chỉ còn lại tiếng mưa rơi trên mái nhà và tiếng thở của anh Bình vang lên đều đều bên cạnh. Hình bóng của bà núp, ánh mắt buồn buồn khi nãy cơ ám ảnh mãi trong đầu, khiến chị Hoa không tài nào chập mắt được. Chị cứ nghĩ ngợi lung tung, càng nghĩ cho bà núp chị càng thấy lo lo. Sau cùng chị quyết định ngày mai sẽ sang thăm bà. Chờ người tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, chị nhắm hai mắt lại, xua suy nghĩ về bà núp ra khỏi đầu cố gắng ru bản thân chìm vào giấc ngủ. Tới gần sáng mưa mới tạnh hẳn. Cơn mưa đêm qua khiến con đường làng trở nên lầy lội khó đi vô cùng. Không khí của buổi ban mai se lạnh khiến ai cũng lời ra đường. Lúc chị Hoa tỉnh dậy, anh Bình đã đi làm từ lúc nào không hay. Chị đánh thức hai thằng con trai, cho tụi nó ăn sáng rồi chị lấy xe ra chở tụi nó đến trường. Sau khi thấy hai thằng con chạy vào lớp rồi, Chị Hoa mới quay xe chạy ra cái chợ nhỏ gần đó, cái chợ mà bà Núp hay mang rau ra bán. Tới đầu chợ, chị Hoa đưa mắt nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng bà Núp đâu, cảm giác lo lắng trong lòng đêm qua lại dấy lên một lần nữa. Chị Hoa nhanh chóng mua ít thịt cá rồi chạy về nấu cơm cho chồng và hai thằng con. Xong chị mới bắt đầu dọn hàng, lúc bấy giờ cũng đã hơn 8 giờ sáng. Chị vừa dọn ra thì thằng Sáu quát và thằng Lượm liền ghé vào. Nhìn chị một cái thằng Sáu nói. Cho hai ly cà phê đen nha người đẹp. Chị Hoa liếc thấy thằng Sáu. Thằng Lưu Manh. Thằng Sáu quát và thằng Lượm cười hề hề chứ không nói gì. Bưng hai ly cà phê để trước mặt thằng Sáu rồi chị Hoa quay đi làm nước cho khách tiếp. Thằng Sáu quát cầm muỗng lên khuấy một vòng. Tiếng đá lạch cạch va vào nhau đưa ly nước lên uống một ngụm cho thấm giọng thằng sáu không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại nói tới bà núp ê lượm đêm qua tự nhiên tao nằm mơ thấy bà núp thằng lượm kinh ngạc nhìn thằng sáu ờ thì sao ba tự nhiên kể tao nghe ba cái giấc mơ giấc mộng của mày chi vậy thằng sáu quát cong mày mơ màng nghĩ ngợi thằng lượm nói tiếp nhưng mà mày mơ thấy bà làm sao Thằng Sáu nhớ lại Tao thấy bà về gọi tên tao Mà bà có vẻ buồn lắm Tao có hỏi nhưng bà không có trả lời Thằng Lượm ngập ngừng Nhưng mà bà còn sống mà Ai biết đâu bà cũng bảy chục Thằng Sáu bỏ lượng câu nói Dù vậy thằng Lượm vẫn có thể hiểu ẩn ý phía sau Đang biên man suy nghĩ Chợt cảm thấy như bên cạnh có ai đó vừa ngồi xuống Thằng Sáu quát liền quay lại xem là ai. Hóa ra đó là chị Hoa. Nhưng không hiểu sao gương mặt chị hơi tái nhợt, trên trán còn rịn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Thằng Sáu thấy có vẻ chị Hoa không được khỏe nên nó liền quan tâm hỏi. Chị bị sao đấy? Chị ở có cần em đưa chị đi bệnh viện không? Chị Hoa lắc đầu. Ờ không, ta bình thường. Mà hôm qua mày mơ thấy bà núp hả? Thằng Sáu Quát không hiểu tại sao chị Hoa lại đột ngột hỏi vấn đề đó Nhưng nó vẫn gật đầu xác nhận Đúng rồi, sao vậy chị Hoa, bộ có chuyện gì à? Giọng chị Hoa có vẻ nặng nề Ta cũng nằm mơ thấy bà về tim Thằng Sáu và thằng Lượm liền chố đôi mắt kinh ngạc nhìn chị Hoa Sau câu nói đó, chị Hoa cũng chợt im lặng Cả ba không ai nói với ai câu nào chỉ có tiếng xì xầm to nhỏ của những vị khách khác từ gần đó vọng lại một lúc sau không thấy chị hoa nói gì thêm thằng sáu quát buộc phải là người phá tan cái bầu không khí yên tĩnh có khi nào bà có chuyện gì được không chị hoa ngập ngừng tao không biết sáng nay đi chợ tao cũng không thấy bà ra bán rau không hiểu sao từ khi mơ thấy bà tới giờ trong lòng tao cứ thấy lo lo thằng sáu đề nghị Hãy trưa nay em với chị qua thăm bà đi coi coi bà có bị gì không thằng lượng im lặng từ đầu buổi tới giờ mới chịu lên tiếng sao hai người không đi bây giờ luôn thằng sáu lắc đầu giải thích tao à, chuẩn bị chở khách lên tỉnh rồi tới trưa mới về lận đúng lúc đó có khách bước vào chị hoa phải rời đi để pha nước cuộc trò chuyện đến đó bị gián đoạn Thằng Sáu đưa tiền cho thằng Lượm rồi cũng lên xe để máy phóng đi. Nhoãn cái đã đến trưa, như đã hẹn từ trước, chị Hoa và thằng Sáu quát cùng nhau sang nhà bà Núp. Đứng bên ngoài cổng rào nhìn vào trong, cả ngôi nhà dường như bao trùm bởi một không khí cô tịch, điều hưu. Không thấy bà Núp đâu, cảm giác lo lắng trong lòng chị Hoa tăng thêm một phần. Chị Hoa gọi vọng vào nhà. Bà Núp, Bà Núp ơi, bà có nhà không? Không có tiếng đáp lại, ngôi nhà yên tĩnh đến lạ. Tiếng cả tiếng ve hôm nay cũng chẳng nghe thấy, bốn bề im phăng phát đến kỳ lạ. Chị Hoa cảm thấy bất an khi xung quanh có vẻ tĩnh lặng hơn mọi người. Vô thức đứng sát lại vào người thằng sáu quát, chị nói nhỏ vào tai nó. Sao giờ? Bà núp đầu mất tiêu rồi, hình như bà không nghe thấy tao gọi hay sao ấy. Thằng Sáu nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời Hay giờ tụi mình vào đại đi Nói đoạn nó dùng sức đẩy mạnh cánh cổng rào Cánh cửa không chịu được sức trẻ trai tráng của thằng Sáu Mà kêu lên vài tiếng cọt kẹt yếu ớt rồi bật mở Đúng lúc đó bà núp lớn thứng từ dưới nhà kho bước lên Nhìn thấy bà, chị Hoa liền mừng rỡ reo vang Kìa kìa, bà núp kìa mày Không cần chị Hoa nói, thằng sáu cũng đã thấy nó xài bước như bay đi về phía bà núp chị hoa cũng lật đật chạy theo sau dừng lại trước mặt bà núp thằng sáu quát cẩn thận quan sát sắc mặt của bà núp nó giật mình khi thấy gương mặt bà núp trắng bệch như không còn giọt máu màu da giống y như màu da của những cái xác chết mà nó từng thấy trong đời chị hoa dường như cũng phát hiện ra điều kỳ lạ đó chị khẽ đưa tay ra níu lấy góc áo của thằng sáu tay chị thoáng run rẩy. Bà Núp cứ nhìn chằm chằm vào mình và thằng Sáu, chị Hoa lắp bắp. "À à à à, tụi con qua thăm bà, bà khỏe không ạ?" À? Bà Núp nhìn chị Hoa một lúc thật lâu rồi mới đáp. Âm thanh được phát ra nghe như bị nghẹn nghẹn ở cổ họng. "Khỏe ạ." À? Một từ duy nhất, nhưng bà Núp nói có vẻ như khó nhọc lắm. Dù bà Núp bảo rằng mình khỏe, nhưng sắc mặt và biểu hiện nãy giờ lại phủ nhận điều bà vừa nói thằng sáu chợt kéo tay chị hoa lùi lại nó cau mày nhìn bà núp nói với một thái độ đẻ chừng bà khỏe vậy là tụi con yên tâm rồi thôi con chợt nhớ ra nhà còn có việc con đi trước ngày khác lại tới thăm bà nói tội thằng sáu quát kéo tay chị hoa chạy như bay chị hoa dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn co chân chạy theo thằng sáu trước khi ra đến cổng rào chị hoa còn ngoái lại nhìn bà núp một lần nữa bà núp vẫn đứng tần ngần ở đó hướng đôi mắt lạnh tanh nhìn theo bóng lưng của thằng sáu và chị ngay khi chị hoa định thu tầm mắt lại chị chợt hét lên một tiếng kinh hoàng như trông thấy thứ gì đó khủng khiếp lắm bà núp không có bất cứ động thái nào Bà cứ đứng yên ở đó nhìn theo bóng lưng của chị Hoa và thằng Sáu quát khuất sau cánh cổng rào. Sau khi đã thoát khỏi nhà bà Núp, chị Hoa và thằng Sáu dừng lại ở một bụi tre gần đó mà thở hồn hển. Gương mặt chị Hoa tái mét, dường như vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Thằng Sáu có lẽ là đàn ông nên trông nó vẫn bình tĩnh hơn. Con chim bìm bịp gần đó kêu lên mấy tiếng trước khi tung cánh bay vào không trung. Thấy chị Hoa đã hồi phục tinh thần, thằng sáu quát mới ngẩn ngừ hỏi hồi nãy chị thấy gì mà la dữ vậy chị hoa rùng mình vì câu hỏi của thằng sáu khiến chị nhớ lại ký ức kinh hoàng khi nãy nuốt ực một ngụm nước bọt chị yếu ớt trả lời tao tao trong nhà bà lúc có bàn thờ của bà thằng sáu ngạc nhiên cao giọng hỏi lại cái gì bà nói cái gì trong nhà bà có bàn thờ của bà Ý bà là bà tự thờ chính mình sao? Chị Hoa ngập ngừng. Tao không biết, nhưng rõ ràng lúc nãy trước khi chạy khỏi nhà bá, tao có ngoái đầu lại nhìn. Mắt tao vô tình nhìn vào trong nhà bá. Tao thấy trên một cái thờ mới lập, bức di ảnh của bà nằm ngay ngắn trên đó. Nói đến đó chị Hoa rùng mình, ra cả xa vịt nổi đầy người. Chị không ngờ bà núp càng ngày càng trở nên quái rở như thế, Thằng Sáu im lặng không nói gì Nó vẫn đang cố tiếp thu và hình dung những điều mà chị Hoa vừa kể Một lúc sau nó lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh Có khi nào bà hóa quỷ được không? Chị Hoa ngơ ngác hỏi lại Hóa quỷ sao? Mày nói bà núp hóa quỷ Thằng Sáu quát gật đầu Ừ, em nghĩ vậy Trừ khi nấy lại gần bả Em cứ thấy người ớn lạnh kiểu gì ấy người bà cũng có một mùi gì rất lạ dù chỉ mới tới nhà bà chưa đầy một phút nhưng em cảm giác thấy nhà bà có gì đó khác thường lắm im lặng một lúc để tìm từ thằng sáu mới nói tiếp cảm giác ngôi nhà lạnh tanh như mới có người chết vậy ấy chị không cảm thấy sao nhà bà tối ngòm âm trầm kết hợp với những hành vi kỳ dị của bà dạo gần đây nữa chị hoa cẩn thận suy nghĩ về điều thằng sáu vừa nói quả thật đúng như thế từ khi bà núp mua quan tài cho chính mình, bà ta trở nên có chút khác thường. Đỉnh điểm của sự khác thường đó là hôm nay. Lúc chạm mặt với bà núp, chị cảm thấy người đứng trước mặt mình không còn phải là bà núp thường ngày nữa. Cảm giác nguy hiểm và xa lạ dâng lên trong lòng, giống lên một hồi chuông dài cảnh báo. Gây đến đó, chị Hoa bàng hoàng nhìn thằng xó. Chết rồi, vậy bây giờ phải tính làm sao đây? Thằng Sáu lắc đầu Em cũng có biết đâu Ngầm nghĩ một lúc rồi nó nói tiếp Cứ chờ vài ngày nữa xem sao Biết đâu là do em với chị nghi thần nghi quỷ thôi Đúng lúc đó mây đen kéo đến che mất mặt trời Bốn bè ngay lập tức chìm vào một mảnh âm u Bầu không khí oi nóng nhanh chóng lùi lại Nhường chỗ cho sự xe lạnh báo hiệu một cơn mưa sắp đến Chị Hoa nhìn trời một cái rồi nói thôi Tao chạy về lấy đồ vô Trời chuyện mưa đen kịt rồi Có gì mai lại nói Thằng Sáu gật đầu không nói Chỉ hoa quay người chạy nhanh về nhà Vừa lấy đồ khỏi xào phơi Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rời khỏi tầng mây rơi xuống mái tôn Ban đầu chỉ là vài giọt lưa thưa sau đó nặng dần Cuối cùng là ầm ầm như chút nước Chỉ hoa ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào nhà Dù vậy Tóc chị vẫn bị mưa làm cho ươn ướt. Ngôi nhà của chị Hoa đột ngột trở nên u tối đến lạ. Chợt nhớ đến chuyện của bà núp, chị Hoa cảm thấy có chút giận giận. Chị vội vàng đi mở toàn bộ đèn trong nhà lên. Sự u ám ngay lập tức bị ánh đèn xua đi. Lúc bấy giờ, chị mới cảm thấy an tâm hơn. Mở tivi lên để nhà có tiếng người, xong chị ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa. Tiếng mưa hòa với tiếng tivi Vào đến tai chị Hoa chỉ còn lại là những chuỗi âm thanh rời rạc Không đầu, không cuối Không kiềm được bản thân Chị lại vẩn vơ nhớ đến bà Núp Nhớ đến giấc mơ đêm qua Không biết cả hai có liên quan đến nhau không Hay chỉ là một sự trùng hợp Chợt giữa trời nổ đùng một tiếng sấm Chị Hoa giật mình kêu lên một tiếng sợ hãi ngay lúc đó Ngôi nhà cũng bị bóng tối nhấn chìm tivi cũng im bặt bốn bề chỉ còn tiếng gió quật tiếng mưa rơi đều đều trên mái tôn sau khi đã lấy lại bình tĩnh chị hoa thở dài bước vào phòng tìm cái đèn pin chị ngán ngẩm không biết đến khi nào mới có điện lại theo trí nhớ chị lần mò dò dẫm từng bước chân đi về hướng phòng ngủ bên ngoài tiếng gió rít nghe vô cùng rợn người vào đến bên trong phòng chị hoa bước lại chỗ bàn trang điểm đưa tay mỏ mẫm mãi nhưng vẫn không thấy đâu. Chị nhớ rõ ràng hôm qua sử dụng xong chị cất ở đây mà nhỉ. Sao giờ lại tìm không thấy? Chị hoa của quạng tứ tung nhưng vẫn không thấy cái đèn pin đâu. Quái lạ, chẳng lẽ cái đèn mọc chân rồi bỏ chạy hay sao? Chị hoa nghĩ vẩn vơ trong đầu. Rồi bất thỉnh lình, chị mò thấy cái thứ gì đó lạnh ngắt, nhớp nhúa, nhăn nheo hình dáng giống hệt một bàn tay người chị hoa kêu lên sợ hãi chị quay người bỏ chạy ra khỏi phòng nhưng bỗng cánh cửa phòng đóng sầm lại chị hoa cầm tay nắm cửa vặn vẹo thế nào thì cánh cửa vẫn im lìm bất động chị bật khóc cảm giác sợ hãi như một con quỷ dữ trực chờ nuốt chửng lấy chị vào một vùng tối vô biên chị hoa hoảng loạn đưa tay lên đập vào cửa ầm ầm miệng khóc lóc và kêu gào những từ vô nghĩa. Bên ngoài mưa vẫn xối xả, khiến trong lòng chị Hoa cảm thấy nặng nề hơn. Chợt, phía sau lưng có tiếng khóc than khản đặt. Chị Hoa sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Tiếng khóc ngày càng lớn, và trong tiếng gió mưa khiến ai nghe thấy cũng không tránh khỏi cái cảm giác kinh hoàng. Chị Hoa đưa hai tay lên ôm đầu, miệng khẽ lẩm bẩm bài kinh vừa lục được trong trí nhớ Tiếng khóc ngày một đến gần bên cạnh Kèm theo đó là tiếng dép lê trên sàn Cả người chỉ hoa run lên vì sợ hãi Nước mắt không tự chủ mà tuôn dầm về Hai mắt chỉ nhắm nghiền Gương mặt tái xanh như không còn giọt máu Tiếng dép ngày một gần hơn Chỉ hoa co người lại như một con tôm Tiếng khóc ma quái vẫn chưa biến mất Nó cứ nấc lên từng hồi Như trong lòng Chất chứa điều gì ớt ức lắm tiếng khóc giả nua khô khốc như vọng về từ một cõi xa xăm rồi không có một dấu hiệu báo trước nào tiếng khóc đó chợt im bặt tiếng dép cũng biến mất bốn bề chỉ còn lại tiếng mưa rơi và tiếng gió quật vào những tàn cây chị hoa vẫn cứ nằm yên ở đó hai tay đưa lên ôm lấy đầu không dám cử động dù chỉ là một đầu ngón tay thời gian ỉ ạch trôi đi Chị Hoa cảm giác như mình đã nằm ở đó rất lâu Rất lâu Cảm thấy có vẻ đã an toàn Sau cùng chị Hoa quyết định bỏ dậy Nhưng Ngay khi chị vừa chống tay xuống đất đỉnh bỏ dậy Sau gáy chợt có một bàn tay lạnh lẽo bóp mạnh Chị Hoa kêu lên mấy tiếng ú ớ vì sợ hãi Dây thần kinh chịu đựng ngay lập tức đứt phật Chị Hoa ngã sấp xuống Hai mắt nhắm nghiền rồi chìm vào mê man. Cần mưa dài sẳng đến gần chiều mới tạnh hẳn Lúc anh Bình về đến nhà Cũng đã gần 5 giờ chiều Thấy tivi vẫn đang bật Chị Hoa thì nằm nhoài trên bậu cửa sổ Ngủ quên từ khi nào Anh liền tiến lại đánh thức chị dậy Vợ, vợ ơi Dậy đi em Sao nằm ngủ ở đây Sao không vào phòng mà ngủ Chị Hoa yếu ớt mở mắt ra Nhìn thấy anh Bình đang đứng trước mặt Chị hoảng sợ nhào tới ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Anh Bình ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Dù vậy, anh vẫn đưa tay lên vỗ nhẹ nhẹ vào lưng để trấn an chị. Một lúc sau thấy chị Hoa đã bình tĩnh hơn rồi. Anh Bình mới lo lắng hỏi. Em bị sao vậy? Sau khi đã nhận ra những điều khi nãy chỉ là một cơn ác mộng, chị Hoa không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Dù vậy, tinh thần chị vẫn mệt mỏi. Chị yếu ớt kể lại cho chồng nghe những chuyện kinh khủng mà chị vừa trải qua trong khi ngủ. Nghe xong, anh Bình chị im lặng không nói. Hai chân mày anh cau vào nhau như đang nghĩ ngợi gì đó. Thấy đã tạnh mưa, chị Hoa lật đật xách xe chạy đi rước hai thằng con. Trước khi để máy phóng xe đi, chị nói với vào với anh Bình. Em đi rước con, anh ở nhà nấu cơm nha. Đồ ăn em nấu sẵn hết rồi Anh chỉ cần hâm lại là được Anh Bình gật đầu Chỉ hoa cha chìa khóa Rồi đạp số vặn ga Chiếc xe lao đi vun vút Nhoáng cái đã khuất dạng Sau bụi tre già ướt sũng nước mưa Lúc chị Hoa và hai thằng con về đến nhà, cơm nước đã được anh Bì chuẩn bị xong xuôi. Cả nhà ngồi vào bàn dùng bữa. Suốt bữa cơm, chị Hoa vẫn nghĩ vẩn vơ về hai cơn ác mộng và bàn núp Chỉ cứ có cảm giác tất cả có liên quan đến nhau Nhưng dựa vào đâu thì chị không nói được Đó chỉ là trực giác của chị Hai thằng con cứ nói huyên thuyên gì đó bên tai câu được câu mất Chị Hoa chỉ ậm ừ cho có lẽ Cơm nước xong anh Bình dành việc rửa chén Bởi anh thấy sắc mặt chị Hoa hôm nay hơi xanh xao Chị Hoa đưa hai thằng con ra phòng khách xem tivi đợi anh bình nấu nước sôi xong chị mới đi tắm cho tụi nó một lúc sau anh bình từ dưới bếp bước lên trên tay anh còn cầm theo một con dao đã rì xét chị hoa giật mình anh bình liền giải thích anh nghe má bảo để dao dưới đầu nằm tối sẽ không thấy ác mộng nữa nên anh làm thử coi coi đêm nay em có ngủ ngon hơn không nói rồi anh bình đi về phía phòng ngủ Chị Hoa cũng xuống bếp cầm ấm nước sôi vào phòng tắm Và nước nóng cho tụi nhỏ Đêm hôm đó Có lẽ nhờ con dao của anh Bình đặt dưới gối nằm Mà chị Hoa không mơ thấy ác mộng nữa Tỉnh dậy lúc mặt trời vừa ló dạng Chị Hoa cảm thấy cả người vô cùng dễ chịu Vẻ mệt mỏi chiều qua quét sạch xanh xanh Nhìn thấy thần sắc trên gương mặt vợ đã tươi tỉnh như mọi ngày Chút lo lắng trong lòng anh Bình cũng không cánh mà bay mất hôm nay tiện đường nên anh bình chở hai thằng con đi học luôn nhà cũng còn đồ ăn thành đã chị hoa được một ngày thành thơi. chị dọn hàng sớm hơn mọi ngày thấy lạ thằng sáu ghé hỏi ủa sao nay chị dọn quán sớm thế chị hoa lội hồi kéo bàn chị vừa đáp nay à, tao rảnh sớm nên dọn hàng sớm cái thằng này có vậy cũng thắc mắc thằng sáu quát cười xòa <laughs> thì hỏi cho biết thôi bộ này tới tháng hay gì mà khó ở vậy bà nội chị hoa trưởng mắt nhìn thằng sáu uy hiếp nó chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ không biết gì chị hoa khẽ hử một tiếng rồi tiếp tục công việc còn dang dở cho em một ly cà phê đen nha bà chị nói rồi thằng sáu thản nhiên bước vào tìm cho mình một chỗ gần gánh nước của chị hoa để dễ buôn chuyện Chị Hoa không đáp mà chỉ khẽ gật đầu ra hiệu đã nghe thấy. Chợt phía xa có tiếng người xôn xao, tiếng chửi the thé của một người phụ nữ. Thằng sáu quát liền đứng phát dậy chạy về phía đang phát ra tiếng ồn. Chị Hoa nhìn theo bóng lưng của thằng sáu mà khẽ chửi lầm bầm trong miệng. Thằng quỷ nhiều chuyện, đàn ông đàn an mà tọc mạch còn hơn đàn bà con gái. Dù chửi thế nhưng chị vẫn buông ly nước đang pha dở chạy theo sau lưng thằng sáu nơi phát ra tiếng chửi chính là nhà bà ngọ và giọng chửi the thé đó không phải của ai khác chính là giọng của bà ngọ bà ngọ đứng trong sân nhìn bầy gà đã chết thẳng cẳng mà rủa lớn mẹ ba cái thứ giết gà nhà ba cái thứ chó đẻ trâu xanh mày nuôi chó được mà không giữ nó được để nó cắn chết hết gà nhà tao mẹ ba tụi bay tao chủ cho tụi bay sống không bằng chết có chết thì cũng chết chung cả dòng họ Nhà bà ngọ vốn không có khá giả gì Hay nói đúng hơn là nhà bà được xếp vào diện khó khăn Bà còn định chờ thêm vài hôm nữa Mang vài con gà trống ra chợ bán Lấy tiền mua vài thước vải về May mấy bộ quần áo mới cho mình và cô con gái út Ấy vậy mà Không hiểu con chó của lúa ác ôn nào Nó cắn chết sạch đàn gà của bà chỉ trong một đêm Nhưng kỳ lạ là đêm qua bà không hề nghe thấy tiếng gà kêu phải chỉ nghe thấy là bà chạy đã giải cứu tụi nó rồi bà ngọ chửi đến lúc khô họng cơn tức trong lòng cũng đã nguôi ngoai bà thở dài dưới ánh nhìn soi mói của mọi người bà quầy quả đi vào nhà để lại bầy gà đã chết cho cô con gái út xử lý chồng bà đã chết hồi nhiều năm trước bà chỉ có hai cô con gái đứa con gái lớn đang học đại học trên tỉnh bà sống cùng cô con gái út tên ngọc năm nay học cấp 2. Một mình bà phải cáng đáng lo cho các con ăn học, đôi lúc bà cảm thấy mệt mỏi quá nhiều. Lại nghĩ đến bầy gà đã chết, bà ngọ tiếc rẻ thở dài. Chợt, con ngọc hớt hải chạy từ ngoài vào. Vẫn đang còn cơn tức trong người, bà ngọ nhìn nó trời. Ai làm gì mà mày chạy như ma đuổi vậy con? Con Ngọc chống tay lên đầu gối vừa nói vừa thở dồn dập. Lạ, lạ lắm má ơi, mấy con gà ý con là cái xác của mấy con gà hồi nãy con định mang đi mẩn thịt rồi nấu món gì ngon ngon bội bộ cho má con mình còn dư thì bán rẻ cho bà con trong xóm nhưng không hiểu tại sao chỉ trong vòng một đêm mà cái xác của tụi nó đã trong quá trình phân hủy rồi má con thấy còn có giỏi bọ lúc nhúc nữa ghê quá chừng bà ngọ sững sờ kết hợp với chuyện đêm qua không nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào mà sáng ra bầy gà lại chết Bà phỏng đoán chuyện này chắc không phải do con chó nào gây ra Mà chính là do ma quỷ làm Bà Ngọ và con Ngọc bàng hoàng nhìn nhau không nói được một lời Cả hai lật đật chạy ra Mang xác của bầy gà đi chôn Không dám để lâu trong sân nữa Sợ có chuyện chẳng lành Thấy mọi người tản dần Chị Hoa và thằng Sáu Quát cũng lững thững đi trở về quán Cầm ly cà phê đã tan sạch đá lên uống một ngụm Thằng Sáu chậm ngâm một lúc rồi mới mở lời Chị Hoa, chị nghĩ bảy gà đó có phải do lũ chó trong làng cắn chết không? Chị Hoa ngần ngừa Ờ... À, 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 ta không biết Nhưng không phải lũ chó làm thì ai làm? Trong quán lúc này chỉ có mỗi mình chị Hoa và thằng Sáu quát Bầu không khí của buổi sáng sớm không hiểu sao Lại có phần lạnh lẽo và âm trầm chị hoa rùng mình vô thức ngồi sát vào người thằng sáu để tìm sự an toàn thằng sáu chợt thốt ra một câu khiến chị hoa giật bắn là quỷ làm chị hoa quay sang chớ mắt nhìn thằng sáu chị run rẩy hỏi lại là quỷ quỷ gì mày nói cái gì vậy sáu quát thằng sáu nặng nề nhìn về hướng nhà bà núp nó ngẫm nghĩ một lúc để tìm rồi mới hạ giọng nói nhỏ vào tai chị hoa dù xung quanh chỉ có hai người. Em nghĩ là bà núp đã hóa thành quỷ nhập tràng rồi. Lại được thêm một phen hú vía, chị hoàn nếu lấy cánh tay thằng Sáu mà mở tròn mắt kinh hoàng. Chị không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Bà núp hóa quỷ ư, lại còn là quỷ nhập tràng. Cái thứ quỷ kinh khủng mà chị được nghe ông bà kể lại hồi còn nhỏ. Không thể nào. Chị không tin bà núp đã hóa quỷ Dù trong lòng chị đã có vài phần tin tưởng Lời thằng Sáu nói Chị gấp gáp hỏi lại Mày dựa vào đâu mà nói bà núp hóa quỷ Mà còn lại là quỷ nhập trang Thằng Sáu kêu lên đau đớn Từ từ bà nội buông tay em ra Đau đau Chị Hoa chợt nhận ra bàn tay mình vô thức níu tay thằng Sáu quá chặt Chị ngại ngùng buông tay nó ra Trên cánh tay nó hiện đó vết hẳn những ngón tay của chị thằng sau nói tiếp em cũng không biết đây chỉ là suy đoán của em thôi dựa trên sự khác thường của bàn nút và trực giác của em mà chị có thấy bầy gà khi nấy có gì khác thường không chị hoa yếu ớt trả lời không có máu thằng Sáu quát vỗ tay gật đầu đúng không có máu hoặc nói đúng hơn là máu không nhiều nếu như tụi nó bị chó cắn chết thì máu của tụi nó phải vương vãi khắp nơi đằng này máu của tụi nó chỉ dính một ít trên lông chảy xuống đất cũng không nhiều cứ như bị cái thứ gì đó hút sạch máu vậy chị hoa trầm mặt cẩn thận ngẫm nghĩ lại những lời của thằng sáu cả hai không ai nói thêm với ai câu nào bầu không khí trở nên kìm nén đến lạ một lúc sau chị hoa là người lên tiếng phá tan sự yên tĩnh vậy bây giờ phải làm sao đây thằng sáu ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời cứ án bình bất động trước coi thử có động tĩnh gì mới không biết đầu suy đoán của em không đúng thì sao đúng lúc đó có khách bước vào chị hoa gật đầu với thằng sáu rồi đứng dậy đi làm nước cho khách nhoáng cái đã đến chiều tối bà ngọ vẫn còn ám ảnh về cái chết của bầy gà bà cứ có cảm giác sẽ có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra Bà bồn chồn đi qua đi lại giữa nhà Con Ngọc nhìn theo bóng lưng bà Mà đầu cảm thấy quay quay Nó mệt mỏi nói Má làm cái gì mà cứ đi qua đi lại từ sáng tới giờ vậy Còn thấy má đi mà chóng mặt quá à Bà ngọ đi lại ngồi xuống bên cạnh con gái Bà lo lắng trả lời Má cứ thấy trong lòng lo lo Con Ngọc ngạc nhiên Má lo cái gì? Bà ngọ ngập ngừng một lúc rồi mới nói Má nghĩ bầy gà của nhà mình chết là do ma quỷ làm Con Ngọc nghe thấy thế thì càng kinh ngạc hơn Má nói là do ma quỷ làm Má chắc không vậy Trời đất, má đừng làm con sợ mà Bà ngọ ẩm ờ à, ừ, Chắc do má nghĩ nhiều thôi Nhưng mà để an tâm thôi Chắc xíu trước khi đi ngủ Má mang gạo muối trải ở cửa trước và cửa sau xong đổi để con dao dưới gối nữa con ngọc không nói gì nó lặng lẽ đi tới bàn thờ lấy chuỗi chẳng hạt mà nó cùng má thỉnh trên chùa hồi năm ngoái đeo vào cổ xong nó cùng bà ngọ xuống bếp lấy gạo muối rải đầy ở cửa trước và cửa sau trong lòng vẫn cảm thấy bất an bà ngọ quyết định đêm nay sẽ đi ngủ sớm rằng mùng xong xuôi bà ngọ kêu con út chui vào trước bà đi kiểm tra lại cửa nẻo rồi mới vào sau vừa đặt lưng xuống được một chốc con ngọc đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ bốn bề chỉ còn tiếng côn trùng kêu và tiếng thở đều đều của cô con gái út đang nằm bên cạnh bà ngọ nằm mãi nhưng không tài nào ngủ được cứ nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên từ trạng của bầy gà hàng tá suy đoán vớ vẩn không căn cứ thi nhau chạy qua não khiến bà ngọ không tài nào bản thân chìm vào giấc được. Bà ngọ trở mình, tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, cố xua đi những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu và thở đều. Bên tai vẫn vọng lại tiếng dế kêu và tiếng gió rì rào. Cơn buồn ngủ không biết kéo tới từ khi nào, bà ngọ dần chìm vào giấc ngủ chập chờn với những giấc mơ không đầu, không cuối. Đang mơ màng, bên tai chợt vang lên tiếng đập cửa. Bà Ngọ và con Ngọc đồng loạt tỉnh giấc Ngó đồng hồ thấy chỉ mới hơn 2 giờ sáng Bà Ngọ khó chịu vì bị làm phiền lúc đang ngủ ngon Bà lẻ nhẹ hỏi vọng ra Ai vậy? Tiếng đập cửa chật im bặt Bà Ngọ khó hiểu định bước xuống giường Nhưng chợt tay bà bị con Ngọc níu chặt Nó nhìn bà Ngọ khẽ lắc đầu Trong đáy mắt hiện hiện vẻ sợ hãi Thấy bên trong không có động tĩnh gì tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa lần này có vẻ dữ dội hơn tiếng đập cửa dồn dập vang vọng giữa đêm khuya bà ngọ và con ngọc cảm thấy như có một bàn tay vô hình siết chặt tim khiến việc hít thở cũng không còn dễ dàng nữa bà ngọ và con ngọc ôm nhau trong sự sợ hãi cả hai không biết thứ đang đập cửa là thứ gì nhưng cảm giác bất an trong lòng cho cả hai biết chắc chắn đó không phải là thứ tốt lành và hai mẹ con đang gặp nguy hiểm con ngọc đưa tay lên cầm lấy chuỗi chàng hạt một miệng nó quýu lại vì kinh hoàng dù vậy nó vẫn cố gắng lần từng hạt chuỗi miệng đọc thầm bài kinh được học bởi vị sư chủ trì tiếng đập cửa lại vang lên đều đều giữa đêm khuya tĩnh mịch rồi không có bất cứ dấu hiệu nào tiếng đập cửa chợt im bặt bà ngọ và con ngọc thấp thỏm ngồi nhìn ra cửa đợi chờ cái thứ bên ngoài có hành động kế tiếp nhưng thời gian đã trôi qua thật lâu Nhưng thứ bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì mới Con Ngọc quay sang nhìn bà Ngọ Nó nuốt ực một ngụm nước bọt để thấm giọng trước khi lên tiếng Giọng nó thều thào nói không ra hơi Hình như, hình như cái thứ bên ngoài bỏ đi rồi má Bà Ngọ đưa tay lên buộc miệng con Ngọc Bà khẽ gật đầu rồi kéo nó nằm lại xuống giường Kéo mền lên trùm kín cả người Bà Ngọ và con Ngọc nằm đó trong sự thấp thỏm. Cả hai không ai dám ngủ lại mà cứ nằm như thế đợi trời sáng. Tiếng cả cái đầu tiên vừa cất lên, con Ngọc không chịu nổi nữa mà chìm vào giấc ngủ. Bà Ngọ cũng ngay lập tức theo sau. Cả hai ngủ đến tận trưa chờ mới dậy. Vừa ngủ dậy, bà Ngọ liền xuống giường mở cửa nhìn ra sân. Sau khi đã thấy rõ cảnh tượng trong sân rồi, bà không có khỏi bàng hoàng kinh hãi đầu đầu cũng có dấu chân người dấu chân đen kìm kịt nổi bật trên nền gạo muối bà ngọ kêu lên một tiếng để lùi lại còn ngọc nghe động cũng chạy ra xem cả hai lão đạo lùi lại vào trong nhà nghe thấy tiếng hét của bà ngọ mọi người liền chạy sang xem có chuyện gì nhìn thấy dấu chân chi chít trong sân nhà bà núp ai cũng kinh ngạc không hiểu chuyện gì chỉ có những người lớn tuổi có lẽ đã biết được điều gì đó thằng sáu quát và chị hoa cũng có trong đám người cả hai nhìn những dấu chân đen kịt trong sân nhà bà ngọ rồi quay sang nhìn nhau trong mắt cả hai đều hiện rõ vẻ bàng hoàng xen lẫn đôi ba phần sợ hãi tiếng xôn xao bàn tán tiếng khóc rưng rức của mẹ con bà ngọ hòa lẫn vào nhau tạo thành một cái thứ âm thanh hỗn tạp nghe khó nghe vô cùng thằng sáu và chị hoa khó khăn lắm mới chen được tới bên cạnh bà ngọ Nhìn bà ngọ bằng đôi mắt lo lắng Chị Hoa nói Trước mắt mình cần dọn dẹp đá Rồi tính tiếp cô ngọ Cô đừng khóc nữa Cô phải mạnh mẽ để bảo vệ con gái cô nữa Nói đoạn chị và thằng Sáu Bắt tay vào phụ bà ngọ Dọn dẹp những thứ dơ bẩn trong sân Mọi người xung quanh thấy thế Cũng bước vào phụ chị và thằng Sáu một tay Trong lúc dọn dẹp Chị Hoa nghe thoang thoảng một mùi tanh hôi Dưới sự giúp đỡ của mọi người rất nhanh chóng cái sân của bà ngọ đã trở về trạng thái sạch sẽ vốn có thấy không còn chuyện gì nữa mọi người lần lượt ra về chỉ có thằng sáu và chị hoa nắn lại chờ cho mọi người đi hết chị hoa liền hạ giọng vào thẳng chủ đề đêm qua nhà dì gặp chuyện gì vậy dì kể lại cho tụi con nghe được không bà ngọ gật đầu giọng nói vẫn còn ẩn chứa nhiều phần hoảng sợ kể xong, bà ngọ nuốt ực một ngụm nước bọt, tim vẫn còn đập mạnh. Những tiếng đập cửa kinh khủng đêm qua dường như vẫn còn vang vẳng bên tai. Sau khi nghe xong câu chuyện của bà ngọ, chị Hoa và thằng Sáu quát trầm mặt, không nói một lời. Một lúc sau, chị Hoa là người lên tiếng phá tan cái bầu không khí nặng nề. "Còn nghĩ bầy gà và người gõ cửa đêm qua đều do quỷ làm?" bà ngọ và con ngọc trố mắt nhìn chị hoa, cả hai dù đã đoán được lờ mờ nhưng khi chị hoa nói chắc chắn như thế, cả hai vẫn không tránh được cái cảm giác chấn động. bà ngọ đun rầy hỏi lại, là, là là quỷ sao? Con dựa vào đâu mà nói như vậy? chị hoa hạ giọng nói cho bà ngọ nghe về suy đoán của mình và tháng sáu. nghe xong, bà ngọ càng thêm kinh ngạc. ý hai đứa là bà núp hóa quỷ chị hoa gật đầu thằng sáu đính chính lại nói đúng hơn là bà núp đã chết bà núp của hiện tại chính là một con quỷ nhập tràng còn giấc mơ về bà núp của con và chị hoa có thể bà đang muốn báo cho con và chị hoa biết rằng bà đã chết bà không muốn xác thân của mình bị giày xéo thành quỷ nhập tràng bà ngọ và con ngọc dần tin những suy đoán của chị hoa và thằng sáu Bà hồi hộp hỏi Vậy à, bây giờ tính sao đây Thằng Sáu trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi đáp Dù đã mười phần chắc chín Nhưng con vẫn phải có chứng cứ Thì mới có thể thuyết phục mọi người trong làng được Con sẽ đi tìm bác thạch trưởng thôn để nói chuyện Con dự định tối nay sẽ cùng với một vài người thanh niên nữa Sang đình nhà bà Nếu quả thật bà là quỷ nhập tràng Thì bà phải hút máu tươi để duy trì cơ thể và sinh khí kiểu gì nửa đêm bà cũng sẽ mò ra khỏi nhà mà thôi chị hoa và bà ngọ hoang mang nhìn thằng sáu không chớp mắt chị hoa ngập ngừng như như vậy có mạo hiểm quá không bà ngọ nói thêm vào đúng rồi vậy thì mạo hiểm quá có cách khác không biết bà là quỷ mà dẫn đi rình thì dại quá dại thằng sáu cười xòa không sao đâu dì ngọ với chị hoa quá lo quỷ nhập chàng sợ lửa nên khi đi rình con dám mang theo dầu và diêm chừng nào thấy nguy hiểm là con sẽ phóng hỏa liền đúng lúc đó bác thạch chợt đi ngang qua thằng sáu liền gọi với ra bác thạch bác thạch ơi vào đây con nói nghe bác thạch quay lại thấy là thằng sáu bác liền bước vào nay không ai chạy xe sao con thằng sáu lắc đầu dạ không bà đừng nói chuyện của con con có cái này muốn kể cho bác nghe nói xong chỉ hoa bà ngọ và thằng sáu thay phiên kể lại những gì mình đã trải qua cho bác thạch nghe nghe xong bác há hốc kinh ngạc những lời vừa nghe cứ ong ong bên tai bác vẫn chưa thể tiếp thu hoàn toàn một lúc sau bác đun giọng hỏi lại con, con con nói sao bà núp hóa quỷ rữa mà còn là quỷ nhập tràng nữa sao Thằng Sáu gật đầu xác nhận lại một lần nữa. Bác Thạch hít sâu một hơi để chấn an bản thân. Bác cầu mày ngẫm nghĩ lại những lời của thằng Sáu. Một lúc sau bác mới nói, giọng bác nặng nề. Bây giờ bác sẽ đi dặn từng nhà khóa cửa nèo cẩn thận. Trước khi đi ngủ thì phải rải gạo muối ngoài sân. Còn coi đi huy động thanh niên trong làng tối nay sang rình nhà bà núp đi. Mà mấy đứa nhớ an toàn là trên hết. Thôi, ai làm việc nấy đi Nói rồi bác thạch lật đật chạy đi như bay Thằng Sáu và chị Hoa cũng vội vã chào từ giã bà Ngọ và con Ngọc Chị Hoa và thằng Sáu mỗi người đi một hướng Chị Hoa thì chạy về gánh nước Thằng Sáu thì chạy đi tìm tụi thanh niên trai tráng Hôm nay trời không nắng Từ sáng đến giữa trưa vẫn cứ âm u Chị Hoa nhìn sắc trời Trong lòng dấy lên ngàn nỗi bất an Dường như Ông trời đang muốn cảnh báo có chuyện không hay sắp sửa ập xuống làng. Thời gian như thoi đưa, nhoáng cái đã đến tối. Cả ngày cứ nghĩ vẩn vơ, không tập trung được. Nên chị Hoa quyết định hôm nay dọn hàng sớm hơn mọi ngày. Về nhà lo cơm nước cho hai thằng con. Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà cả nhà chị Hoa có thời gian ngồi xem tivi với nhau. Dù tivi đang phát bộ phim mà mình yêu thích, nhưng chị hoa không có tâm trạng để xem lời thoại của cô diễn viên trong tivi đến tay chị chỉ còn là những câu từ rời rạc không tròn nghĩa trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn thấp thỏm chị hoa quyết định ra hiên quan sát tình hình của đám thằng sáu quát anh bình chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn theo bóng lưng vợ rồi tiếp tục chơi với hai thằng con đứng trước hiên nhà nghĩa mắt nhìn qua bên nhà bà núp ngôi nhà tối ngòm nguồn sáng duy nhất chính là ngọn đèn dầu len lói trong bóng đêm chị hoa chợt nghe thấy văng vẳng tiếng sột soạt rồi tiếng nói chuyện xì sầm biết chắc đó chính là tụi thằng sáu chị hoa lẩn mò trong bóng tối đi từng bước đến nơi đang phát ra âm thanh một lúc sau mặt đã quen với bóng tối rồi chị hoa mới có thể đi đứng dễ dàng hơn trước mắt dần xuất hiện một vài bóng người Chị Hoa khẽ lên tiếng gọi Sáu quát Sáu quát Mày có ở đó không Ngay lập tức Giọng thằng Sáu vang lên phía bên trái chị Dựa vào vị trí âm thanh Chị biết mình cách chỗ thằng Sáu đang đứng không xa Gì vậy bà nội Sao ở nhà đi Ra đây chi nguy hiểm lắm Tao cứ thấy lo lo kiểu gì ấy Nên mò ra coi thử tụi bay có sao không Thằng Sáu thở dài dậm chân bất lực Tụi em vẫn ổn Chị vào nhà đi Chị Hoa im lặng một lúc rồi nói Ờ vậy thôi tao vô nghe Có gì hú tao Tao với chồng tao tiếp ứng cho Thằng Sáu đáp qua loa Rồi rồi em biết rồi Vô nhà rồi em cái đi bà Khổ ghê Biết là bà muốn tốt cho tụi em Nhưng ngoài này nguy hiểm lắm nếu chị có ra thì cũng phải mang theo gì đó phòng thân chứ Đằng này lại đi tay không Thằng Sáu thở dài Chị Hoa cúi đầu lúng túng Ngay lúc chị Hoa quay người định rời đi Bên trong nhà bàn núp chợt có tiếng cào thê thảm của lũ mèo Tiếng cào của lũ mèo như tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng giữa đêm tối tĩnh mịch Chị Hoa run rẩy cả người Đưa tay của quảng níu áo thằng Sáu Bất thỉnh lình có cơn gió lạnh thổi qua Cả đám không hẹn Mà đồng loạt đánh cái rùng mình Bên trong nhà Tiếng mèo gào vẫn vang lên từng hồi không ngớt Dường như Chúng đang trải qua điều gì đó đau đớn lắm Tiếng kêu như than khóc Như van lớn Chị Hoa nhìn về phía nhà bà nụ Miệng thều thào Có chuyện gì nữa vậy Không có ai đáp lời chị thằng sáu run rẩy bật cái đèn pin trong tay lên rồi chiếu vào nhà bà Núp những thằng khác đứng cạnh cũng làm theo hàng chục luồng sáng dọi thẳng vào nhà để lộ một khung cảnh rùng tận có chết chị Hoa cũng không thể nào quên được bà Núp đang ngồi trên sàn bắt lũ mèo ăn sống ở hai khóe miệng của bà máu chảy thành dòng xuống sàn trong miệng vẫn đang nhai nhồm nhòm cái đầu của con mèo xấu xố Đôi mắt bà rực sáng trong bóng đêm Đôi mắt bừng cháy của dục vọng Của sự thèm khát Xen lẫn đôi bà phần hoang dại Đôi bà phần điên cuồng Bà lúc bây giờ Đã mất hoàn toàn chất người Bà bây giờ chỉ biết làm theo bản năng nguyên thủy Là ăn uống Bất kỳ thứ gì bà cũng muốn ăn Đặc biệt là máu Cái thứ máu tanh lại Nhưng đối với bà nó lại là mỹ vị nhân gian Bà nghiện mất rồi miệng cái cảm giác dòng máu nóng hôi hổi chảy dọc từ miệng qua cổ họng rồi xuống tới dạ dày cái cảm giác khoan khoái sung sướng không lời nào tả được ngó thấy bên ngoài có người bà núp vẫn không quan tâm mà tiếp tục đánh chén bữa ăn của mình tiếng xương giòn bị bà núp nhai rôm rốp rõ mồn một giữa đêm tối một con mèo khác bị cắn vào cổ vẫn chưa chết hẳn máu chảy ra thành vũng dưới sàn nó nằm bên chân bà núp mà khẽ kêu trong tuyệt vọng nó không còn khí lực để bò khỏi nơi kinh khủng này nữa bà núp tiếc rẻ nhìn vũng máu dưới chân rồi chợt bà bò xuống lè lưỡi liếm vũng máu biểu cảm đê mê trên gương mặt cho biết bà ta đang rất thỏa mãn con mèo thoi thóp bên chân bà núp sau cùng đã chút hơi thở cuối bà dứt khoát cầm nó lên bỏ cái đầu nó vào miệng mình hồn hển hỗn hợp máu và chất gì đó nhảy nhảy bắn vọt lên đầy mặt bà núp bà ta không chỉ không gây sợ những việc làm man vợ của chính mình mà còn tỏ ra khoái trá chỉ hoa lảo đảo lùi lại cảnh tượng trước mắt quá đối kinh dị chỉ không thể tiếp nhận được não chỉ tê cứng khả năng tư duy dường như biến mất ngay lúc này những thằng con trai xung quanh cũng không khá hơn là mấy thằng nào cũng mặt mày xanh chành cắt không còn giọt máu thằng sáu khe kéo chị lùi về sau chị cảm nhận được tay nó đang run lên cầm cập cảnh tượng quá đối kinh dị ngay trước mắt dù có can to bằng trời cũng không tránh được cái cảm giác rợn hết cả người nghe thấy bên ngoài có động tĩnh bà núp ngay lập tức dừng động tác trên tay lại bà hướng đôi mắt sáng rực nhìn xuyên qua bóng đêm mũi khẽ hít hít như đang đánh hơi rồi chợt mắt bà xoáy thẳng về chỗ chị hoa và thằng sáu đang đứng Chị Hoa sợ hãi đưa tay lên bụng miệng Để ngăn không cho tiếng hét phát ra bên ngoài Thằng Sáu cũng rụng rời chân tay Nó và chị Hoa đứng yên bất động như trời trồng Không thể cử động được dù chỉ là một đầu ngón tay Ánh mắt của bà núp như xoáy sâu vào tâm khảm Thức tỉnh những nỗi sợ nguyên thủy nhất Mồ hôi lạnh của chị Hoa túa ra ướt đẫm cả người Gió lạnh thổi qua Khiến cả người chị run như cây sấy chị cứ đứng yên như thế mắt đối mắt với bà núp đôi mắt không còn chút tình cảm nào của loài người chị biết thừa cái thứ đang cách mình vài chục bước chân dù đội lốt da của bà núp lên người nhưng lại không phải là bà núp nữa mà nó chính là một con quỷ dữ một con quỷ dữ với niềm khao khát máu tươi bên tai chợt có tiếng động ngay lúc này chị hoa mới bừng tỉnh theo phản xạ chị quay phát sang xem là cái thứ gì đập vào mắt chị lại là một đôi mắt sáng rực chị bàng hoàng hốt hoảng ngồi phịch xuống đất mồm miệng cứng đờ vì sợ hãi chị phát ra được những âm thanh ú ớ vô nghĩa một lúc sau khi đã định hình lại rồi chị hoa mới nhận ra đó chính là con bông một trong những con mèo của bà núp nuôi hồi còn sống con bông cứ ngồi trên cành cây nhìn chừng chừng không chớp mắt vào bên trong ngôi nhà trong miệng nó khẽ gầm gừ lên vài tiếng chị hoa và thằng sáu quát đồng loạt lùi sang một bên rồi bỗng chớp mắt một cái con bông biến mất chị hoa và thằng sáu chưa kịp bàng hoàng thì bên tai chợt nghe thấy tiếng cầm dữ tợn của bà nụ cả hai giật bắn mình ngã ngồi về phía sau bên trong ngôi nhà con bông đang dùng hai vuốt trước của mình cào vào mặt bà núp Bà núp không né kịp Ngay lập tức Bà bị con bông làm cho bị thương Gồm mặt hẳn rõ những vết cào Điều kỳ lạ là từ những vết thương Máu không chảy ra mà lại chảy ra một thứ chất lỏng màu đen tanh hôi vô cùng Mùi tanh hôi theo gió bay ra đến nơi chị Hoa Và thằng Sáu đang ngã sóng xoài Chị Hoa ôm bụng nôn khan Vì cái mùi tanh hôi gớm ghét đó Mùi hôi đó cứ như mùi chuột hay con gì đó đã chết thật lâu và đang trong quá trình phân hủy. Sau khi đắc thế, con bông không có vội tấn công mà nó chuyển sang vờn xung quanh bà nút. Nó linh hoạt tránh được những cú vồ của bà nút, khiến bà ta nổi điên. Càng nổi điên, bà ta lại càng không thể chạm vào người con bông. Thỉnh thoảng, con bông lại nhảy bổ vào người bà nút, dùng vuốt trước của mình mà để lại những vết thương sâu trên người bà nút mùi tanh hôi sộc lên nồng nặc ai nghe được cũng đều cảm thấy buồn nôn chóng mặt những con mèo khác may mắn còn sống cũng bắt đầu gia nhập tấn công bà núp cùng với con bông dưới sự hỗ trợ ăn ý của lũ mèo rất nhanh chóng mà cả người bà núp đã tràn đầy những vết cào sâu cạn có đủ bà núp điên tiết gầm lớn bà ném toàn bộ những gì mừng qua được về phía lũ mèo lũ mèo và bà núp chợt rơi vào thế rằng co nhất thời không phân được thắng bại Chị Hoa và thằng Sáu lúc này cũng đã lấy lại được tinh thần, cả hai lồm cồm bò dậy. Xung quanh đứng đại rác những thằng thanh niên trai tráng khác. Chị Hoa nhìn tụi nó mà gấp gáp nói. Sao giờ? Làm sao giờ tụi bay? Mau lên, mau giúp tụi mèo đi. Cứ như bậy hoài sớm muộn gì bà núp cũng ăn sạch. Tụi thanh niên chỉ dám đứng xa xa nhìn, trong mắt hiện đầy sợ hãi. Không ai dám đến gần nhà bà núp nữa. Chị Hoa dậm chân tức giận Chị quay sang nhìn thằng Sáu trưng cầu ý kiến Nó đưa tay sở soạn cả người Cương mặt nhanh chóng chuyển sang tái mét Chị Hoa nghe trong lòng mình có vài tiếng nổ lục đột bất an Chị hồi hộp hỏi thằng Sáu bằng một giọng run rẩy mày, mày đừng nói với tao là mày làm đôi chai dầu đây nghe Thằng Sáu nặng nề gật đầu Trời ơi là trời Chai dầu rất hồi nào tôi không hay kiếm không thấy Chắc đầu đó gần đây thôi Chỉ kiếm phụ em một tay với Chị Hoa kêu trời rồi cũng chỉ biết lùi hùi đi kiếm phụ thằng Sáu Đi được vài bước cho chị quay lại hỏi tụi thanh niên phía sau Tụi bây có đứa nào mang theo dầu dự phòng không? Tụi nó đồng loạt lắc đầu Chị Hoa thở dài ngán ngầm Bên trong nhà Cuộc chiến giữa bà núp và bảy mèo vẫn tiếp tục diễn ra Sau nhiều phút chiến đấu kịch liệt còn bông và những con mèo khác Trên người đã bắt đầu xuất hiện những vết thương sâu tới xương Nhìn kỹ lại Vết thương sâu hoắm trên người lũ mèo Chính là do những móng tay của bà núp gây ra Không biết từ khi nào Mười đầu móng tay của bà núp đã dài ra gần cả tấc. Còn bông nhìn bà núp bằng đôi mắt không chút biểu cảm Nó cong người như chuẩn bị tung một cú đánh cuối cùng những con mèo khác cũng vét chút hơi tàn còn sót lại mà vây quanh bà nút tạo thành một vòng tròn tiếng mèo kêu hòa vào nhau như than khóc như căm hờn tiếng mèo như xé tan màn đêm đen đặc gió bắt đầu thổi mạnh những tán cây khô vào nhau tạo thành những tiếng xào xạc lại như tiếng xì sầm của những người khuất mặt không tên tiếng cầm gừ của bà nút tiếng mèo kêu tiếng gió xào xạc hòa lẫn trong tiếng dế kêu tạo thành một bản hợp tấu kinh dị rồi bất thình lình tất cả chợp im bặt bốn bề bị sự yên tĩnh chết chóc nhấn chìm hệt như sự yên tĩnh trước khi một cơn bão lớn kéo về chỉ hoa chợt cảm thấy tim mình đập dữ rồi cảm giác nguy hiểm nhanh chóng bao vây lấy cả người chị chị sợ hãi kéo tay thằng sáu lùi lại trong vô thức đúng lúc đó con bông gào lên một tiếng vang dội rồi nó phóng người nhảy bổ vào mặt bà núp nó không chần chừ mà cắm phập hai vuốt của mình vào hai hốc mắt của bà núp một tiếng nổ bụp nho nhỏ vang lên ngay sau đó là tiếng cầm đau đớn của bà núp từ hai hốc mắt trống không của bà núp chảy ra một thứ chất nhảy nhảy màu đen nhẹp mùi tanh hôi theo gió khuếch tán ra khắp xung quanh những con mèo khác cũng theo sau con bông mà nhào về phía bà núp ra sức cào cấu cắn xé Tụi nó dùng chút ít hơi tàn còn sót lại Để trả thù cho người chủ số khổ đã mất Ngay cả khi chết rồi Mà thân xác của bà vẫn không được yên nghỉ Lũ cô hồn dạ quỷ Lại tùy tiện nhập vào Ra sức giày xéo không còn nguyên vẹn Lũ mèo như hóa dài Chúng dường như không thấy đau nữa Chúng chăm chú vào việc cấu xé cơ thể bà núp Mà chẳng thèm để ý đến cơ thể của mình Đã chỉ chít vết thương sâu máu nhỏ xuống đất tạo thành vũng lớn mùi máu tanh và mùi hôi của xác người trong quá trình phân hủy quyện vào nhau tạo thành thứ mùi mà ai nghe thấy cũng đều buồn nôn lũ mèo bị bà núp giết gần hết chỉ còn lại lác đác vài con thấy tình thế không ổn chị hoa liền hoảng sợ gào lớn mày tìm thấy chai dầu chưa vậy sáu quát thằng sáu vừa lê đèn pin để tìm nó vừa vội vàng đáp chưa em chưa tìm thấy nữa chị hoa nhìn quanh một lượt rồi lại hướng đôi mắt tràn đầy lo lắng theo dõi tình hình của con bông trên người nó đã có một vết thương sâu tới xương máu từ vết thương chảy ra không ngừng dù vậy nó vẫn vờn xung quanh bà núp để tìm cơ hội xuống tay lần nữa nhưng bà núp hiện giờ gần như đã hóa điên bà ta cứ đập phá toàn bộ những gì mà bà ta có thể mò được con bông xoay xung quanh mãi nhưng vẫn chưa có cơ hội áp sát để tấn công bà núp cầm rú như một con thú bị sổng chuồng do đã mất đi hai mắt nên bà núp cũng không thể xác định vị trí cụ thể của con bông ở đâu mà ra tay tấn công tình thế lại một lần nữa rơi vào thế rằng co Chỉ hoa bên ngoài thấy thế cũng liền thở phào ra một hơi nhưng rằng co như thế này mãi cũng không phải là cách hay Chị và thằng Sáu phải tìm ra chai dầu càng sớm càng tốt Khi đó thằng Sáu sẽ phóng hỏa đốt ngôi nhà Bà núp và cố quan tài sẽ bị thiêu rụi thành cho than Biết đây là cách vô cùng tàn nhẫn Nhưng trong thời gian ngắn Không ai có cách nào khả thi hơn Và lại bà núp chỉ cần ở trong làng một ngày Thì mọi người càng tăng thêm một phần nguy hiểm Còn bông do mất máu quá nhiều Nên bước chân đã bắt đầu loạn choạng trong một lúc sơ ý Nó đã bị bà núp bắt được chân sau Nó sợ hãi kêu ré lên Bốn chân cạo cấu liên tục vào tay bà Dù cánh tay đã chẳng chịt vết thương Nhưng bà núp vẫn thản nhiên Dường như bà không còn cảm thấy đau nữa Bà núp cười lên khủng khục Bà đưa con bông lên miệng Trong khó khăn Nó cứ quẩy đạp liên tục Dùng chút hơi tàn còn sót lại Để cố gắng giải thoát cho bản thân Tiếng kêu của con bông lúc này như nỉ non lại như van này. Tiếng kêu sẽ tan bầu không khí nặng nề của buổi đêm khuya. Thấy đồ ăn đã dần được đưa tới miệng, bà núp khoái trá hiếp mắt lại hưởng thụ. Chợt, con bông con người đạp mạnh một cái, nó vụt bay khỏi bàn tay kiềm kẹp của bà núp. Nó phóng lao ra khỏi nhà, nhưng trong lúc bỏ chạy do quá hoảng loạn mà nó tông mạnh vào bàn thờ của bà núp. Bức gì anh bát hương và ngọn đèn rơi xuống đất tạo thành hàng trăm hàng ngàn mảnh vụn tìm đèn bắt lửa ngay sau đó cháy lan ra chị hoa và thằng sáu thấy vậy thì liền vội chạy ra xa đến một nơi vừa có thể ngắm nhìn toàn cảnh nhà bà núp vừa cảm thấy an toàn thì cả hai mới dừng lại ngôi nhà nhanh chóng bắt lửa ngọn lửa hung hăng lẻ những chiếc lưỡi dài ngoằng liếm láp vào vách nhà bộ ngựa những vật dụng dễ cháy Tiếng nổ lách tách hòa với mùi khói Thi thoảng là mùi cháy khét do một con chuột xấu số nào đó Không may mắc kẹt lại trong đám lửa Bà núp hoảng sợ kêu gào Ngọn lửa vây lấy thân bà Quần áo bên ngoài đã cháy xém Bà cứ chạy vòng quanh trong nhà Nhưng đầu đầu cũng bị ngọn lửa bao vây Mọi thứ diễn ra nhanh quá Mọi người có mặt vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần chớp mắt cái ngọn lửa đã hung tợn nuốt chửng ngôi nhà của bà Núp tiếng cào thét và tiếng lửa cháy đánh thức mọi người xung quanh bên ngoài nhà bà Núp bắt đầu vây kín người có người hốt hoảng gào lớn cháy cháy rồi bà Núp còn bên trong mau lên mau dập lửa cứu người dứt lời có người liền quay người chạy đi lấy nước thằng sáu quát vội vàng quay lại gấp gáp nói như gào thét Bà núp thành quỷ rồi Bà chết từ lâu rồi Mọi người bàng hoàng nhìn nhau Tiếng xì xầm dậy lên từ bốn phía Có người hoài nghi Có người không tin Có người đặt câu hỏi Làm sao mày biết bà núp thành quỷ Lỡ bà còn sống thì chẳng phải tụi tao trơ mắt nhìn bà bị thiêu chết à Không được Trước hết phải dập lửa cái đã Câu nói đó được nhiều người đồng tình hưởng ứng Thằng Sáu và chị Hoa có cố gắng thuyết phục Nhưng mọi người vẫn không nghe Cả hai tức giận dậm chân Hướng đôi mắt lo âu nhìn vào đám cháy Đúng lúc có người quay đi thì trời đổ mưa Cơn mưa xối tầm tá lên đám cháy Trong lòng chị Hoa và thằng Sáu ngay lập tức Đánh lên một hồi chuông cảnh báo Cả hai đồng loạt lùi lại Trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy khi có biến Nhìn thấy trời đổ mưa, mọi người có mặt ai cũng vui mừng nhưng nét mừng vui trên gương mặt mọi người đọng lại Khi nhận ra đám lửa bao trùm ngôi nhà bà núp Vẫn không có dấu hiệu suy giảm Ngọn lửa vẫn như con quái vật Lè những chiếc lưới dài hoàng liếm láp ngôi nhà Những chiếc lưới màu cam sẫm Bây giờ lại hóa thành một màu đỏ đậm như màu máu tươi Bà núp chợt kêu gào dữ dội hơn khi nãy Tiếng kêu trầm khàn như từ một cõi xa xăm nào đó vọng về Khiến anh nghe thấy cũng đều rợn rợn mọi người kinh hái nhìn nhau quên cả việc mưa đang nặng hạt bất thình lình có một tia sấm đánh thẳng xuống ngôi nhà đang cháy bà núp kêu ré lên một tiếng thê thảm rồi im bặt ngọn lửa bùng lên dữ rồi nghiền nát hết mọi thứ bên trong kể cả cổ quan tài vẫn còn chưa đóng nắp mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn ngôi nhà bà núp vẫn còn bốc khói nghi ngút mặc dù lửa đã tắt ngóm Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một mớ cho than. Sắc thần của bạn núp cũng đã trở về với cát bụi. Mọi người lần lượt tản về, đợi cho nhiệt độ của ngôi nhà xuống thấp rồi mới lại thu dọn. Ai cũng bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng quá đối kinh dị, đặc biệt là đoàn người chị Hoa và thằng Sáu. Về đến cổng nhà mình, chị Hoa chào từ biệt thằng Sáu rồi đẩy cửa bước vào trong. Vừa vào đến nhà, anh Bình liền hỏi hồi nãy đông người quá anh không chen lên chỗ em được mà bà núp chết hồi nào em biết không chị hoa ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp chắc có lẽ đêm bà núp về báo mộng cho em lúc đó bà vừa mới chết vì không muốn nhìn thấy thân xác mình bị giày vò nên bà mới cầu cứu em nhưng tiếc là em không hiểu ý bà anh bình do dự hỏi tiếp bà thành quỷ thiệt à em chị hoa gật đầu thiệt Em chính mắt thấy mới tức thì Bà không còn là bà nút như thường ngày nữa Chồng bà kinh dị lắm Bà còn nhai sống con mèo nữa mà Nhớ lại Chị Hoa không kiềm được mà đánh cái rùng mình Anh Bình thì liên tưởng đến bộ dạng của bà nút lúc đó Trong lòng Cũng cảm thấy có chút ớn lạnh Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 11 giờ Anh Bình đứng dậy nói Thôi trễ lắm rồi Đi ngủ thôi em Mày còn phải đi làm nữa Chị Hoa đứng dậy đi theo sau anh Bình vào phòng Vừa đặt lưng xuống được một lúc Vì quá mệt mỏi mà anh Bình đã chìm dần vào giấc Còn chị Hoa thì vẫn nằm chằn chọc Nghĩ đến bàn núp Bất chợt Cửa sổ phòng bị ai đó gõ vang Chị Hoa giật bắn người Nghĩ có thể mình nghe nhầm hay thứ gì đó va phải Chị Hoa kéo mền đắp qua người Cố gắng huyễn hoặc mình nhưng tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên chị hoa sợ hãi run rẩy cả người mồ hôi bắt đầu theo lỗ chân lông thi nhau túa ra như tắm tiếng gõ vào cửa sổ vẫn cứ vang lên đều đều rồi dưới đôi mắt hoảng sợ của chị cánh cửa đột ngột bật mở bên ngoài dưới ánh trăng sáng bà núp đang đứng nhìn chị mỉm cười gương mặt già nua tràn đầy nếp nhăn hai mắt nhau lại không thấy rõ đồng từ bà núp không nói một lời mà chỉ mỉm cười nhìn chị Hoa, trong mắt ánh lên tia thanh thản. Rồi vài giây sau, một cơn gió nhẹ thổi qua, bà Núp cũng hóa thành mây khói tàn biến. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay, một câu chuyện về chủ đề quỷ nhập tràng của tác giả Phong Tường. Quý vị cảm nhận và có suy nghĩ gì về câu chuyện này hãy viết lại một vài lời bình luận cho thuận được biết, suy nghĩ cảm xúc của tất cả quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi phát sóng tiếp theo trên kênh Người Tấn Đường Coi Âm lúc 21 giờ tối ngày mai với những tập truyện rất là hay. Và Thuận cũng xin thông báo với tất cả quý vị về dự án mới trên kênh Nhà Ma. Có lẽ có quý vị đã biết Thuận có kênh Nhà Ma, có có những quý vị chưa? Thì ở Thuận có hai kênh Youtube, một là kênh này và kênh thứ hai là kênh Nhà Ma cũng chuyên kể các câu chuyện ma rất là hay thì thời gian sắp tới thuận cũng sẽ cùng với ekip của mình cũng đã trao đổi và bàn bạc rồi cũng sẽ cố gắng là tạo ra những uh, cái câu chuyện ma có thật tức là cần những cái câu chuyện sẽ làm những video mà kể những cái câu chuyện ma có thật hoàn toàn là có thật từ quý vị khán giả gửi về để đăng lên trên kênh nhà ma vào các tối trong tuần riêng tối thứ tư thì là vẫn là làm như từ xưa đến giờ là kể những cái câu chuyện do uh, các tác giả sáng tác và quay dựng rất là chỉnh chu để làm được một video như vậy thì nó cũng khá là khó và mất nhiều thời gian nên một tuần thuận cùng ekip chỉ có thể làm được một video như thế còn lại những cái buổi khác thì sẽ đăng những cái câu chuyện ma có thật mà chính của quý vị khán giả gửi về nên là sắp tới thì cái dự án đó hy vọng rằng cũng sẽ nhận được sự yêu mến phản hồi tích cực từ tất cả quý vị nên hy vọng rằng quý vị hãy theo dõi hành trình phát triển của Duy Thuận cùng kênh Nhà Ma sắp tới và ủng hộ cho Thuận không chỉ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm này mà còn cả kênh Nhà Ma nữa quý vị nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.